rằng: Tâu bệ hạ, con voi hôm nay đã trở về, xin bệ hạ ra coi. Thôi, từ nay ta không muốn nhìn thấy ngươi và con voi ấy nữa. Quán tượng lại thưa: Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ không muốn thấy hạ thần và con voi ấy nữa, nhưng xin bệ hạ hãy xem cách điều phục voi của hạ thần một lần nữa. Nhà vua nói: Khanh đã nói thế, ta cũng cho. Quán tượng bái tạ ra về, sửa soạn nơi thí tràng và định ngày cáo thị cho dân chúng đến xem. Tới ngày đó, vua quan ra thí tràng, nhân dân đến xem rất đông. Quán tượng dắt voi ra và đem theo 7 viên sắt lớn, thầm nghĩ như vậy: Giờ đây ta bắt voi nuốt sắt, voi chết cũng hoài, vậy ta hãy tâu vua, may ra còn hối tâm chăng? Tâu bệ hạ, con voi trắng này chỉ vua chuyển luân mới có, nó phạm chút lỗi nhỏ, xin bệ hạ tha thứ, không nên hủy bỏ. Nhà vua nói: Nếu người không điều phục được nó, thì mời ta ra đây làm chi? Dầu ngươi có điều phục được, ta cũng không dùng nó và ngươi nữa. Quán tượng thưa: Tâu bệ hạ không dùng hạ thần thì thôi, nhưng rất tiếc không dùng voi. Nhà vua giận nói: Khanh đi ngay, bước ngay lập tức bây giờ. Quán tượng đứng dậy, vừa khóc vừa nói: Bệ hạ không có thân sơ, chỉ ưa những lời nói khéo, nói ngọt, nịnh hót. Tất cả mọi người nghe đều xa hàng lệ và chăm chú nhìn voi, vì họ nhìn thấy 7 viên sắt nung đỏ tại lò, quán tượng sẽ bắt voi nuốt. Quán tượng thì oai lớn tiếng nói: Voi, mày nuốt viên sắt này đi, nếu không nuốt, ta sẽ lấy móc sắt móc óc mày ra. Voi thấy quản tượng nói, sợ hãi, run rẩy, quỳ hai gối xuống đất, chầu về nơi vua ngự, nước mắt chảy ròng. Có ý xin vua xá tội, nhưng nhà vua vẫn chưa nguôi cơn giận, lại càng bực tức thêm, rồi ngoảnh mặt đi. Quản tượng lớn tiếng nói, mày không chịu nuốt à? Còn chờ tăng móc ư? Voi liếc mắt nhìn xung quanh, xem có ai can gián để cứu mình không. Nhưng không, tự biết mình phải chết vì không còn một thế lực gì nữa có thể trông cậy. Bất đắc dĩ, nằm ngửa, há mồm. Quán tượng bỏ 7 viên sắt vào mồm, bắt phải nuốt hết. Nuốt xong, nổ ruột chết liền. Tất cả mọi người thấy thế, cảm động thương voi, ai nấy đều phải sa lệ. Nhà vua cũng phải kinh sợ và ngạc nhiên, kêu quản tượng lại hỏi. Quản tượng, khanh có tài điều phục voi như vậy, tại sao lúc ở rừng không ngăn được nó? Lúc ấy, ông Tịnh Cư Thiên biết vua Quang Minh đã phát tâm Bồ Đề, dùng thần lực khiến quản tượng quỳ xuống thưa rằng: Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này chỉ có thể điều phục được thân của nó, chứ không điều phục được tâm của nó. Nhà vua hỏi: Vậy có người nào điều phục được cả thân lẫn tâm của nó không? Đáp: Tâu bệ hạ, chỉ có Phật điều phục được cả thân lẫn tâm của nó. Nhà vua hỏi tiếp: Khanh nói Phật, thì lấy chủng tánh gì sinh ra Phật? Đáp: Tâu bệ hạ, có 2 chủng tánh sinh ra Phật. Một là trí tuệ, 2 là từ bi. Chăm làm 6 việc: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thuyền định, trí huệ, cũng gọi là 6 ba la mật.
công đức và trí tuệ của sáu việc đầy tròn nên gọi là Phật. Như vậy có thể điều phục được mình và tất cả chúng sanh. Nhà vua nghe quản tượng tâu xong, có vẻ vui sướng, đứng dậy vào hậu cung tắm rửa sạch sẽ, mặc áo, đội mũ chỉnh tề, lên lầu cao một mình, đốt trầm hương, hướng về bốn phương, thề nguyện rằng: từ đây tôi sẽ đối với tất cả chúng sanh phải có một tâm đại từ đại bi. Rồi đọc bài kệ khấn rằng: nguyện đem công đức này hồi hướng về Phật đạo, sau này được thành Phật, tự điều phục tâm mình và tất cả chúng sanh. Nếu một chúng sanh nào ở địa ngục A Tỳ trải qua đến một kiếp, có thể làm lợi ích và cứu khổ họ được, tôi sẽ vào ngục ấy, không bỏ tâm Bồ Đề. Nhà vua thệ nguyện dứt lời, thì sáu phương chấn động, trời đất rung chuyển, trên hư không văng vẳng, có tiếng âm nhạc, các ông thiên tử đánh đàn ngợi khen rằng: ngài phát nguyện cao cả ấy, chẳng bao lâu nữa được thành Phật, xin độ cho lũ chúng tôi trước ở pháp hội thanh tịnh này. Tới đây, Phật nhắc lại cho các tỳ khưu biết rằng: tỳ khưu, các ông nên biết, con voi trắng bị quản tượng bắt nuốt viên sắt nóng thuở đó, nay là ông Nang Đà. Quản tượng, nay là ông Xá Lợi Phất. Vua Đại Quang Minh chính là tiền thân của ta. Nhân lúc thấy quản tượng điều phục voi, ta phát khởi tâm cầu đạo Phật bắt đầu. Trong đại hội, khi nghe Phật nói sự phát khởi tu đạo của ngài xong, ai nấy đều vui mừng, rồi có người được chứng quả thứ tư, có người phát đại đạo tâm, mỗi người đều kính tinh, cúi đầu tạ lễ mà lui. Vua Quang Minh gặp một tiểu duyên mà giải quyết được đại sự là do trí dũng mãnh tinh tiến. Còn như kẻ lười biếng, dầu có gặp được duyên lớn cũng chẳng thành sự nghiệp gì. Chúng ta phải nên mạnh dạn bớt bỏ lòng tham dục si mê, chuyển theo con đường sáng của Đức Phật đã vạch ra, thì một ngày kia ta sẽ ngồi trên đài Liên Hoa, bay đi khắp thế giới, nhiếp phục chúng sanh cũng như ngài không khác. Mục đích cứu họ ra khỏi dòng phiền não, ô trọc, xấu xa, được trí tuệ thần thông cao sáng, qua thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Kinh Diện Nguồn Phẩm thứ 17 Ô Ba Tư Na. Muốn thành Phật phải tôn trọng Phật, phải khao khát giáo lý của ngài, phải đọc tụng thọ trì, phải diễn thuyết kinh pháp. Chính những người cư gia tụng kinh thuyết pháp, chư thiên quỷ thần còn ham nghe. Phương chi người xuất gia cho đến người đi đường tụng kinh đọc kệ, thường thường vẫn có chư thiên theo nghe. Là Phật tử phải chăm niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thuyết pháp, thì đời vị lai sẽ được quả báo trang nghiêm rực rỡ. Thuở đó, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại Kỳ Hoàng Tinh Xá, cùng với các vị đại tỳ kheo một số đông. Khi ngài mới đến rừng này, nhân dân cảm mến công đức vô lượng vô biên. Các người lương thiện nghe thấy danh đức của Phật, họ đều hoan hỷ và tán dương. Trái lại, những kẻ ác nghe thấy người lương thiện thì sinh lòng thù ghét. Người hiền thiện không bao giờ bới xấu người, mà chỉ đem những điều lành của người ra nói thôi, vì muốn điều lành ấy lan ra cho nhiều người được nghe. Thấy kẻ làm ác, biết sự hành động ấy của nghiệp kiết sử, thì thương họ và tha thứ cho họ, không chấp nhặt sự ngu si của họ. Như vậy, những người cõi nhân, cõi thiên đã đầy thiện duyên, gặp Phật xuất thế, thì họ tán dương,
và đem giáo pháp của Ngài tuyên truyền cho các nước. Thuở đó, có một nước nhỏ thuộc quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc. Phần nhiều những người tà kiến vì không có giáo lý của Phật truyền bá. Song thôn xóm kia có một người con gái tên Ô Ba Tư Na. Hôm ấy đi sang nước Sáp Vệ, nơi vua Ba Tư Nặc ở. Công việc đã xong, ra về cùng người thân tín đạo Phật, trọ tại bên nhà người Ô Bà Tắc. Sau được nghe họ nói công đức của Phật, cô liền theo họ đến rừng Kỳ Hoàng để yết kiến Phật. Tới nơi thấy Phật tướng hảo đoan nghiêm, uy nghi lẫm liệt, quang minh sáng lạng, tâm sinh vui vẻ khát ngưỡng, cúi đầu lễ sát đất rồi lui ngồi về một bên. Lúc đó Đức Thế Tôn thuyết công đức năm giới cho đại chúng nghe như sau. 1. Không sát sinh, được quả báo sống lâu, không bệnh tật. 2. Không trộm cướp, được quả báo giàu sang, không bị ngũ gia cướp đoạt. 3. Không tà dâm, được quả báo nhân thiên kính trọng, thân người tốt đẹp. 4. Không nói dối, được quả báo người đời kính trọng yêu mến, nói ai cũng tin theo. 5. Không uống rượu, được quả báo thông minh. Cô Ư Ba Tư Na nghe xong tâm rất hoan hỷ, cảm mến Đức Phật, tới trước quỳ bạch rằng. Kính lại Đức Thế Tôn, con không biết có phúc duyên gì hạnh ngộ, hôm nay tới đây được chiêm ngưỡng Ngài và được nghe công đức của năm giới. Con thành tâm cúi xin năm giới của Thế Tôn, xin Thế Tôn trao cho con. Con nguyện suốt đời dân giữ, dẫu cho chết mất thân mạng, con quyết không quỷ phạm. Năm giới đối với con cũng như người đói giữ cơm, người khát giữ nước, như người bệnh giữ mạng. Con giữ năm giới cũng thế. Phật dạy. Con biết tuân hành thọ trì năm giới là người có phước lành đã trồng nhiều kiếp. Con hãy lắng lòng nghe cho kỹ và ghi vào tâm thức chớ quên. Ta nói đến đâu, con lãnh thọ đến đó. Ô Ba Tư Na bạch. Dạ, kính lại Đức Thế Tôn, con xin chú ý lãnh thọ. Khi cô lãnh giới xong, lại bạch Phật rằng. Kính lại Đức Thế Tôn, con ở nước xa xôi, giờ đây con phải trở về. Quý sinh trao cho con một bài kinh để hằng ngày tụng đọc và thờ kính. Các đức Phật quá khứ, các đức Phật đời vị lai cũng một kinh pháp ấy. Theo lời cầu nguyện của cô, Ngài trao cho cô một quyển kinh pháp cú và dặn rằng, con mang kinh này về, chiều sớm ban hôm, chăm chỉ thụ trì đọc tụng sẽ được công đức vô lượng. Cô cúi đầu lễ ba lễ, nhiễu ba vòng rồi trở ra về. Từ khi được thấm nhuần giáo lý đạo Phật, cô coi đời như giấc chiêm bao. Tất cả gia đình sự nghiệp chỉ là trò huyễn ảo gây ra trong thời gian vô định, nên cô chỉ chăm chú vào quyển kinh sớm hôm đọc tụng, suy nghĩ giáo pháp cao siêu của tam thế chư Phật. Một buổi nọ, lúc giữa canh khuya, cô ngồi tụng kinh trên lầu cao, văng vẳng nghe trên không gian có tiếng nói rằng. Hay lắm, hay lắm, chị tụng kinh hay lắm. Chúng em muốn tặng chị một chút bảo vật, song không thích hợp với tư tưởng của chị. Vậy xin giới thiệu một lời để dâng chị. Hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên tới đây đương nghỉ trong rừng. Sáng ngày mai, chị mời hai tôn giả cúng vàng thì được phúc vô lượng. Khi tôn giả chú nguyện thì hô đến tên của chúng tôi. Ô Ba Tư Na nghe xong ngửa mặt lên hỏi. Ông là ai? Xin cho tôi được biết quý danh. Đáp. Tôi là Quỷ Dương, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Dương, nhân sang Nam Phương qua đây vì muốn nghe tụng kinh nên đứng lại.
Cô trả lời, người cõi thiên không bao giờ nói lầm như vậy. Ông là người trời, tôi là người thế, tuyệt không có nhân do. Tại sao lại gọi tôi là chị? Tỳ Sa Môn đáp, Đức Phật là ngôi Pháp Vương, cũng là cha lành cõi nhân cõi thiên. Tôi là Ư Bà Tắc, chị là Ư Bà Di, cùng chung một cha lành tu học một pháp vị, cho nên cũng có thể kêu là chị em được. Cô vui vẻ hỏi tiếp. Khi cúng dường xưng tên của ông thì được lợi ích gì? Thiên Dương đáp. Tôi là Thiên Dương, tai nghe được rất xa. Xưng tên tôi nghe thấy thì thêm thế lực của tôi và uy đức của tôi. Khi đó, tôi dùng thần lực sai khiến các quỷ thần ủng hộ người đó được phước lộc nhiều và khiến cho họ thoát khỏi khổ nạn. Thiên Dương nói xong rồi từ biệt. U Ba Tư Na trong lòng vui vẻ và thầm nghĩ như vậy. Đức Phật trăm kiếp ngàn đời, chăm tu khổ hạnh cũng là vì ta và tất cả chúng sanh. Hôm nay cũng do uy đức của Phật nên ông Thiên Dương đối với ta một cách thận trọng, lại còn xưng ta là chị. Đức Phật là một đấng cha lành cho muôn loài. Cô ngồi tư duy nhận xét đạo lý, mãi đến gần sáng mới thiêu thiêu ngủ. Trời vừa tan tảng, các cô gái vào rừng kiếm củi, trèo lên cây cao, chặt những cành cây khô. Xa xa, nhìn thấy hai vị thánh tăng, một vị là Xá Lợi Phất, một vị là Mục Kiền Liên, với 500 thầy tỳ khưu đứng ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Cô gái ở nhớ rằng, độ nọ được đi hầu bà sang nước Xá Vệ, gặp hai vị thánh tăng này một lần, bà chủ ta tôn kính lắm. Ngừng lấy củi, cô lại tận nơi lễ bái thưa rằng, kính thưa tôn giả, chúng con là gia nhân của Ư Ba Tư Na, tới đây để bái mừng và đến thăm tôn giả. Tôn giả đáp, Ư Ba Tư Na có được vui vẻ không? Có được an lạc giải thoát không? Thưa tôn giả, Ư Ba Tư Na vẫn được an vui kể từ ngày được thọ giáo Đức Thế Tôn. Ư Ba Tư Na xin thỉnh hai tôn giả tới nhà dùng bữa cơm hôm nay. Tôn giả đáp, người hãy về nói với Ư Ba Tư Na, hay lắm, hay lắm. Ư Ba Tư Na là Ư Bà Di, khéo biết thời và khéo biết việc thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc vô lượng. Một là bố thí cho người ở nơi xa tới. Hai là bố thí cho người đi xa. Ba là bố thí cho bệnh nhân. Bốn là bố thí thức ăn cho người đang bị đói. Năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp bố thí này, nếu ai thực hành làm ngay thì được phúc báo hiện tại. Các cô nghe xong, vâng lời, lễ tạ lui ra, về nhà gặp cô gái ở nhỏ, bèn hỏi. Bà chủ ở đâu mày? Bà đang trên gác, đêm qua bà ngủ không được, vừa mới ngủ đó. Mày đi lên gọi bà dậy. Đáp. Em không dám. Không dám gọi thì để chị gọi. Dạ, tùy ý. Bà ơi, mời bà dậy. Người hỏi gì? Thưa bà, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng này, con đã mời ngài đến nhà dùng bữa cơm ngọ hôm nay. Cô Ư Ba Tư Na vui vẻ, lấy bộ khoen vàng thưởng cho cô gái ở. Thưa bà, tôn giả có những lời rất hay giáo hóa cho con. Con nhớ không? Nói cho ta nghe. Thưa bà, tôn giả nói rằng, Ư Ba Tư Na là người Ư Bà Di, khéo biết thời và khéo biết việc thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc vô lượng. Thứ nhất là thí cho người ở xa tới. Thứ hai
là cho người đi đường xa, thứ ba là thí cho người bệnh hoạn, thứ tư là bố thí thức ăn cho người đương bị đói, thứ năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp thí này, nếu ai thực hành làm ngay, thì được phúc báo hiện tại. Ubatthana nghe xong sung sướng quá, cũng như hoa sen khi gặp ánh nắng của mặt trời mà tung nở, trong lòng sáng tỏ, tự nhiên phấn khởi tinh thần, cũng như hoa sen kia đua nở vậy. Ubatthana tháo chuỗi hộp vàng trên cổ, tặng thêm cho cô gái ở. Cô gái ở vui mừng, đỡ lấy rồi nói. Mời bà dậy, rửa tay rửa mặt, sửa soạn các món ăn mà cúng vàng, con sẽ đi mời các ngài hầu bà. Ta vui lòng lắm, nếu con đã vì ta làm việc này, hãy cứ làm đi, không phải nói nữa. Ta cho tùy ý, và cũng không riêng gì cho ta, nếu con làm việc tốt lành ấy, bất luận tại gia hay xuất gia, nơi tụ lạc, thành ấp đều được sáng thịnh yên vui. Nói xong đứng lên rửa tay, bảo gia nhân và các người lân cận, người nấu cơm, kẻ đốt lửa, gánh nước, hái rau, kê bàn, trải chiếu, hái hoa phân phối các việc xong, còn mình lấy thuốc giả rây hòa luyện cẩn thận. Khi các thứ đã đầy đủ rồi, sai người đi mời hai tôn giả và các thầy tỳ khưu. Được tin mời, hai tôn giả và các thầy tỳ khưu mặc áo tề chỉnh đi phó trai. Các vị tới nhà thăng tòa ngồi yên tĩnh. Ubatthana ra lễ bái vui mừng, cầm thao món ăn xẻ vào các bát. Sắc hương thơm ngát một lòng thành kính dâng lên. Sự cúng dường được phúc báo tùy theo lòng thành kính. Làm thức ăn ngon lại đẹp thì được nhan sắc đẹp. Mùi ngon thơm tốt thì được phú danh thơm đồn xa. Món ăn đầy đủ được phúc báo tùy ý muốn gì được nấy. Thân người dạng dở khỏe mạnh. Chúng tăng độ xong, ngài tôn giả Xá Lợi Phất làm chú nguyện. Ubatthana thưa. Kính xin tôn giả hô đến tên ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Ngài chú nguyện xong hỏi. Còn đối với Tỳ Sa Môn Thiên Vương, có nhân duyên gì mà hô tên ông ấy? Kính bạch tôn giả, thật là một việc ly kỳ quá. Tối hôm qua, con đương tụng kinh, ông Thiên Vương ấy đứng ở trên hư không, khen con và gọi con là chị. Lúc ấy con hỏi ông là ai, nghe tiếng, mà không thấy người. Ông ấy nói, tôi là Quỷ Dương, Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thấy người tụng kinh tôi đứng đây nghe, tôi muốn lấy trân bảo cõi trời tặng. Nhưng không phải một thứ mà chị ưa muốn, nên xin tặng một lời đó thôi. Con lại hỏi, ông muốn bảo gì? Ông ta nói, sáng mai tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng này, chị nên sửa trai cúng vàng, khi cúng vàng thì hô đến tên tôi. Con lại hỏi, xưng tên ông thì được lợi ích gì? Ông ta nói, tai tôi nghe được rất xa. Nên xưng tên tôi thì thêm thế lực của tôi và quy đức của họ hàng tôi. Tôi sẽ dùng thần lực sai quỷ thần ủng hộ cho người đó, thoát khỏi những khổ nạn, bởi nhân duyên ấy nên xưng tên. Tôn giả nói, đấy cũng là một việc lạ. Con ở đạo người, kẻ kia ở đạo trời. Họ đối với con có lòng kính trọng, lại còn nhận là chị em. Kính thưa tôn giả, còn một việc lạ nữa, trong nhà con thường có thần nhân đi lại viếng thăm một cách thân mật và cũng như một bạn gái vậy. Khi con bố thí, thì vị thần bảo con rằng, vị này là A-la-hán, vị này là Tu-đà-hoàng, vị này là Tư-đà-hàm, kẻ này là phàm phu, người này là trì giới, kẻ này phá giới, người này trí tuệ. Kẻ này ngu si, con tuy nghe thấy, nhưng ý của con không phân biệt phá giới hay trì giới, trí tuệ hay ngu si, bất luận vị nào, con đều coi như một vị La Hán. Tôn giả nói, cũng hay lắm, ngày đấy con có tâm bình đẳng không phân biệt.
Bạch tôn giả, còn lại một việc lạ nhất. Con là phận nữ nhi tại gia mà tiêu diệt được hai người thân kiến. Tất quả Tu Đà Hoàng. Tôn giả nói, đấy, con có phước lớn làm thân gái mà chứng được quả Tu Đà Hoàng. Bạch tôn giả, con lại có một việc kỳ nữa. Con sinh hạ được bốn đứa con đều ác kiến. Chồng con cũng là tà ác quá đỗi. Đối với Phật Pháp Tăng chẳng biết tinh kính. Con cúng dường tam bảo hoặc cho kẻ bần cùng lại sinh lòng giận tức tiếc của và nói rằng, ta làm khổ sở mới có tiền, lại đem làm việc vô ích. Tuy thế, nhưng đạo tâm bố thí cúng dường tu thiện của con không hề thay đổi và cũng không buồn hận gì. Tôn giả nói, làm thân đàn bà suốt đời không bao giờ được tự tại. Khi còn bé nhỏ ở với cha mẹ, thì cha mẹ cấm đoán. Khi có chồng, thì chồng đàn áp dưới ách di nô. Khi già, thì con cái ngăn đón. Riêng đối với phúc lực, thì con không bị chồng cấm đoán, tùy ý tu thiện. Này, Ubatuna, tối hôm nay, Đức Thế Tôn sang rừng, tỳ nữ can đặt, con lại viếng thăm ngài. Nói xong hai tôn giả và các tỳ khưu ra về, Ubatuna thầm nghĩ. Tôn giả mách bảo thật là một việc rất hay, ta sắm sửa vật thực để cúng dường. Ngày mai, Ubatuna gọi các người thân tín đi viếng thăm Phật. Tới nơi rừng tỳ nữ can đặt, thấy Đức Thế Tôn dung nhan tươi sáng như dừng nhật nguyệt, uy phong lẫm liệt. Cô và mọi người thụp lại trước ngài, dâng hoa lên cúng rồi lui ngồi về một bên. Hôm đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp, nói về công đức, bố thí, trì giới, sinh thiên, đoạn dục và niết bàn. Nghe thuyết pháp xong, nàng bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, thôn xóm con thuần những người tà kiến, không biết Phật Pháp Tăng và không ưa việc bố thí, cho nên những vị Sa Môn, Bà La Môn có vào làng không ai biết cúng dường, nên các vị chỉ vào nhà con. Kính xin ngài có thời gian nào đến ấp làng con giáo hóa cho mọi người biết tin ngôi Tam Bảo, hơn nữa chúng con lại được cúng dường. Bạch xong lễ tạ lui ra. Lần lượt đi thăm các vị tỳ khưu, cuối cùng thấy một vị mang bệnh nằm trong hang cỏ, liền hỏi. Đại đức bệnh hoạn thế nào? Đau lâu mau thế nào? Phải dùng những thức gì điều trị, xin cho con được rõ. Đáp, tới đây thủy thổ bất hòa, tôi không hợp nên phải thụ bệnh. Giờ đây nếu được thứ thịt tươi ăn thì khỏi. Bạch Đại Đức, ngày mai con xin dâng Đại Đức dùng, việc ấy không khó. Hay lắm, quý quá lắm. Ubatuna lễ sát dưới chân xin phép ra về, đi đường thầm nghĩ rằng. Ta có phước lớn, đức lớn, hôm nay được yết kiến Phật và các tôn giả. Ngày mai sai người đi chợ mua thịt, không mua được. Trở về thưa rằng, thưa bà, hôm nay ngày rằm, chợ không bán thịt, và hôm nay ngày quốc thấm, nếu ai sát sinh bán thịt, sẽ bị trọng phạt. Thế à? Mày cầm 1.000 đi mua, chỉ lấy số thịt giá 100 đồng thôi, hoặc có kẻ nào ham lợi thì họ bán. Kẻ đó mang tiền đi ra chợ lần nữa, nhưng vì luật nhà vua quá nặng, nên không ai giết lợn bán, về thưa rằng. Thưa bà, hôm nay ngày quốc cấm, không ai dám giết thịt để bán. Mày cầm tiền vàng này, đi các nhà đồ tể, mua một giá rất đắt. Vâng lời bà chủ đi mua, nhưng các hàng sát sinh cũng không dám mổ heo bán. Về thưa cùng bà chủ rằng. Thưa bà, con đã hết lời năn nỉ họ. Nhưng luật nước quá nặng, không ai dám giết heo bán, xin bà liệu cách khác. Thôi, để ta liệu. Ubatuna thầm nghĩ rằng,
ta đã hứa dân ngài dùng mà không có thì ngài mong ta, hoặc vì thế mà ngài chết thì lỗi tại ta. Song lại nhớ vị Bồ Tát ngày xưa vì một con chim bồ câu còn cắt thịt để cứu mạng sống của nó. Phương chi đây là một vị tỳ khưu, ta không nên quá yêu thân ta, ta nên cắt thịt của ta để cứu lấy bệnh của ngài. Nghĩ xong, đi tắm rửa sạch sẽ, gọi một người thân tín nhất vào phòng nói rằng: Ngươi làm ơn lấy dao này cắt thịt bên dế đùi cho ta một cân. Người đó cầm dao cắt, trong lúc xẻo thịt, mặc dù lòng đau đớn khổ não, nhưng cứ bấm gan chịu. Đứa ở gái lấy băng buộc chặt chỗ đau, sau mang ra nhào các thứ dược thảo nấu chín, bỏ vào cà mèn, đưa đến rừng dâng vị tỳ khưu có bệnh. Tỳ khưu ăn thịt xong, thân thể an lạc, các bệnh đều khỏi, lành mạnh như xưa. Đoạn này, chồng của Ubhatthana về, không thấy vợ, liền hỏi gia nhân rằng: Chúng bay đâu? Dạ, ông chủ hỏi gì ạ? Chúng bay có biết Ubhatthana đi đâu không? Dạ, thưa ông, bà đừng nghỉ trong phòng. Vào phòng thấy vợ nhan sắc biến đổi, có vẻ đau đớn hỏi: Em đau à? Coi có vẻ ủ rũ đó. Bước ra, sai người gọi thầy Lang về chẩn mạch. Thầy Lang đến: Thưa bác, nhà tôi bị đau, nhờ bác chẩn mạch cho thuốc. Vâng, chị ấy nằm ở đâu? Dạ, ở trong nhà, mời bác vô. Thế nào, bác đau ra sao? Bệnh tôi lúc nào cũng đau, hiện đang đau lắm, không ngớt đau chút nào. Thầy Lang chẩn mạch, không biết bệnh gì, yên lặng lui ra. Thầy Lang nói: Bác ạ, tôi không rõ bác gái bệnh gì. Anh chàng hỏi: Bệnh em làm sao, nói cho tôi biết. Thầy Lang có giỏi cũng không biết bệnh tôi. Thôi, anh không phải lo, ít ngày em sẽ khỏi bệnh. Anh chàng lui ra, gọi gia nhân hỏi: Lũ bầy có biết Ubhatthana bệnh gì không? Dạ, thưa ông, bọn tôi không biết, ông hỏi người hầu cận bà thì biết. Anh chàng gọi đứa gái ra chỗ vắng hỏi: Mì có biết Ubhatthana bệnh gì không? Nói thật cho ta biết. Dạ, thưa ông, bà cắt thịt đùi ra, nấu cúng vàng cho một vị tỳ khưu ăn, nên bà bị đau đó. Anh chàng nghe nói, hầm hầm nổi giận, ra ngoài đường, lớn tiếng nói: Làm sa môn thích tử mà ăn thịt người, có khác gì đồ bát túc dương ngày xưa không? Chàng lê la nói mãi, khiến cho những người tín đồ của Phật vừa tủi thẹn, vừa tức bực. Anh chàng dám mạ Phật, Pháp Tăng, rồi một số đông đến chỗ Phật lễ xong, lui ngồi một bên. Phật hỏi: Các ngươi, tại sao buồn thế? Kính lại Đức Thế Tôn, có một chàng dòng họ Phạm Chí, ra chỗ đông người, lớn tiếng phỉ báng Phật Pháp Tăng rằng: Trước đây, đồ bát túc dương ăn thịt người, ngày nay, thầy sa môn đệ tử của Phật cũng ăn thịt người. Cuối xin Đức Thế Tôn ra lệnh cho các vị, từ nay không được ăn thịt nữa. Đức Phật đánh chuông họp chúng, rồi gọi vị tỳ khưu có bệnh lên hỏi. Vị tỳ khưu lên lễ Phật xong, lui ngồi về một bên. Phật hỏi: Quý tử bệnh gì? Kính lại Đức Thế Tôn, vài hôm trước con mắc chứng bệnh sốt, nhưng hôm nay đã bớt nhiều. Phật hỏi: Hôm nay ngươi ăn món gì? Bạch lại Đức Thế Tôn, con ăn thịt và uống nước thịt. Ăn thịt tươi hay thịt khô? Dạ, dạ, con ăn thịt tươi. Thịt tươi tức là thịt không để cách đêm.
Phật nói, nghe đây, bất luận tươi hay khô, trước khi ăn, ngươi có hỏi tịnh hay bất tịnh không? Dạ, lại Đức Thế Tôn, bệnh con đau quá, được thịt thì ăn ngay, chứ không kịp hỏi. Phật hỏi, Tỳ khưu, tại sao lại dùng món ăn bất tịnh? Phép của Tỳ khưu, những món ăn của thí chủ, trước khi ta ăn phải hỏi, đây là thịt gì? Nếu thí chủ nói, đây là tịnh nhục, thì phải xem xét, có thể tin được mới ăn. Nếu không tin được, thì không ăn. Từ đấy, Phật cấm các vị tỳ khưu không được ăn thịt bất tịnh như vậy. Một, nếu tỳ khưu nhìn thấy họ giết con vật ấy, thì không được ăn. Hai, nghe thấy tiếng nó kêu khi bị người giết, cũng không được ăn. Ba, nghi ngờ không được ăn. Như thế là phân biệt nên ăn hay không. Khi đó, Upatthana được tin Phật cấm các vị tỳ khưu không được ăn thịt chính bởi tại mình. Trong lòng phát sinh đau khổ buồn phiền, bởi vì mình mà các vị sư không được ăn thịt, liền kêu chồng đến nói rằng, anh mạ Phật Pháp Tăng có tội lớn, ngày mai anh phải mời Phật và chư sư về nhà cúng dường và sám hối. Nếu anh nghe lời tôi thì đi ngay, bằng không thì tôi sẽ tự sát thân tôi trước mặt anh cho anh biết. Anh chàng vốn không có lòng kính tin Phật, sao cũng vì sợ vợ tự tử đáp rằng, vâng vâng, tôi xin tuân lời của cô, xin cô đừng nói nữa, tôi sẽ đi mời Phật ngay bây giờ. Nói xong anh chàng đi ngay, tới thưa rằng, thưa ngài Cồ Đàm Sa Môn, ngày mai chúng tôi xin mời ngài và mấy vị đệ tử đến nhà cúng cơm. Đức Phật thấy anh lỗ mãng vô lễ, ngài từ bi lắng lặng tỏ ý nhận lời. Anh chàng cũng biết ngài nhận lời của mình, vái tạ ra về. Khi tới nhà nói với vợ rằng, ông Cồ Đàm đã nhận lời mời của tôi rồi đó. Upatthana sai gia nhân sửa soạn các món ăn, hương hoa, ghế ngồi, trang trí trong nhà, rất tôn nghiêm. Sớm mai sai người vào rừng mời Phật. Khi Phật và các vị tỳ khưu đến nhà ngồi an tĩnh, không thấy Upatthana, ngài hỏi, Upatthana đâu? Không thấy ra chào. Anh chàng đáp, dạ, đương bị đau bệnh nằm trong giường. Nói xong, chạy vào phòng gọi. Thầy cô gọi cô đó. Anh chàng ra bạch rằng, Upatthana lễ dưới chân Phật và Thánh Tăng. Vì có bệnh đau quá, không thể ra được, cúi xin xá tội. Nhưng anh ăn nói cho có lễ độ mới được. Anh chàng ra thưa rằng, dạ, thưa ngài, Upatthana lễ dưới chân Phật Pháp Tăng, vì mang bệnh đau quá, không thể ra chào được. Phật kêu, A Nan, dạ, ông vào phòng gọi Upatthana, ta hỏi, dạ. Tôi vào tới phòng, Upatthana cố gượng ngồi dậy chắp tay nói, kính bạch đại đức, con xin lễ dưới chân Phật Pháp Tăng, rất muốn ra ý kiến Đức Thế Tôn, nhưng kẻ đói được cơm, kẻ rét được áo mặc, như khi nóng nực được mát mẻ, như kẻ lạc đường muốn về lối cũ. Con muốn ra lễ kính Phật cũng như thế, tâm con khao khát, nhưng thân con hiện giờ đau lắm không ra được, kính xin Đại Đức ra bạch Phật hộ con. Tôi đi ra trình Phật những lời của Upatthana vừa nói, thì Phật bảo tôi rằng, ông cho người khiêng Upatthana ra đây. Dạ, con xin tuân lệnh. Tôi bảo gia nhân khiêng đến trước Phật. Khi đó Đức Như Lai phóng quang minh, ánh sáng chiếu vào chúng sanh nào, thì chúng sanh ấy được phần lợi ích, kẻ điên rồ được an chính.
kẻ loạn tâm được bình tĩnh, kẻ bệnh hoạn được hết bệnh hoạn. Ubatuna nhờ oai thần của Phật, ánh hào quang soi tỏ cõi lòng, ngay giờ phút đó được lành mạnh hết đau. Ubatuna kính sợ vui mừng giao cảm, đứng lên thục lễ dưới chân Đức Thế Tôn, lui ra cầm một cái bình bằng vàng, lấy nước rửa chân Phật, đặt các món ăn sắc đẹp, màu thơm ngào ngạt, dâng cúng Đức Thế Tôn và các hàng thánh tăng. Dùng cơm xong, Phật thuyết về luận bố thí, luật tỳ giới, tu thập thiện, quả báo sinh thiên, sanh tử là tội lỗi của tham dục, muốn xuất ly sanh tử phải tu tịch diệt, diệt khổ được an vui. Nói về 12 nhân duyên, luân chuyển không dứt. Ubatuna nghe Phật thuyết pháp xong, thì đoạn tuyệt được lòng tham dục, giận tức, si mê, chứng quả Anaham. Người chồng cô tự bỏ được tà kiến, biết tôn kính ngôi Tam Bảo, và xin thụ giới U Bà Tắc. Tất cả họ hàng quyến thuộc đều xin thụ tam quy ngũ giới. Bốn chúng đệ tử Phật, khi đó có người đắc quả Tu Đà Hoàng, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A-La-Hán. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, khát ngưỡng pháp bảo vô thượng. Ngoài ra còn có nhiều người nghĩ như vậy. Kẻ nữ nhân dám cả gan cắt thịt cúng vàng, sa môn, thật là một chuyện chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta nếu bỏ quê hương nhà cửa, cũng là một việc khó. Sau đó, những người dân bản xứ, có nhiều người bỏ nhà cửa họ hàng đi xuất gia. Chăm chỉ tu hành, đoạn trừ kết lậu, thành ngôi A-la-hán. Từ đó, nơi thôn giả ấy, nhiều người biết tin theo đạo Phật, giáo pháp được lan rộng khắp nơi. Cũng bởi thế, những người có trí tuệ sáng suốt, cho đến kẻ nữ nhân, cũng chăm tụng đọc kinh Phật, tinh siêng không biết mỏi mệt, nên cũng nhiều người đắc quả. Kẻ trượng phu lòng chăm tu đạo, há lại không thành công sao? Coi đây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân cần phải tu đạo nghiệp, sợ sanh tử khiến cho kiết sử nhẹ bớt, có ngày sẽ lìa được sanh tử. Tuy đời mạt pháp chưa được độ, song công đức ấy cũng được sinh nhân thiên, hưởng phúc vô cùng tận. Ngài Di Lặc Thế Tôn cách 56 ức 7.000 muôn năm sẽ thành Phật, thuyết pháp độ sinh. Bấy giờ, tùy lòng cầu nguyện của mình, muốn chứng đạo quả nào sẽ được đạo quả ấy. Kinh Hiền Nhiên phẩm thứ 18, xuất gia công đức. Chính tôi được nghe một thổ nọ, Đức Phật ở nước Ma Già Đà, tại thành Dương Xá, trong vườn Trúc Ca Lan Đà. Buổi thuyết pháp này, Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng, nếu người nào cho con trai, con gái, đứa ở trai, đứa ở gái, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô lượng, vô biên. Nếu đem tỷ với phước báo của bố thí, dầu có được hưởng phúc của 10 đời trên cõi nhân, cõi thiên, cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Tại sao thế? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phúc xuất gia không có hạn định, nên không thể bì kịp. Hoặc phúc báo trì giới, hoặc phúc của các vị thần tiên có đủ 5 phép thần thông, cho đến phúc báo cùng tột của cõi trời Phạm Thiên, đem dí với phước báo xuất gia trong Phật Pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa, người xuất gia còn được đạo Niết Bàn, nên phước ấy không thể nói bàn cho xiết được. Giả như có người nào xây tháp bằng thất bảo, cao tới cõi trời Đao Lợi, công đức ấy cũng chưa bằng người đi xuất gia, vì tháp thất bảo kia có ngày bị kẻ gian ác ngu si phá hủy.
muốn cầu một pháp lành, ngoài Phật Pháp ra, cũng không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng tỷ như 100 người bị lòa đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt, gặp được người có sức hùng mạnh cứu thoát. Phước cứu hai người nói trên, tuy lớn, nhưng không bằng cho một người đi xuất gia. Đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây nó cũng bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả bồ đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sanh, được con mắt trí huệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí tuệ không bao giờ bị hoại. Những người được hưởng phúc trong cõi nhân, cõi thiên, chỉ phóng túng say mê về dục vọng, họ không có con mắt trí huệ nhận xét. Nó là giả dối, không sự thật. Nó là hố lửa sâu, thui đốt con người ngu si tham vọng. Nó làm hầm cạm bẫy, đưa dắt người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng, nhà ma, làm lợi ích cho dòng xuất thế của Phật Pháp, nuôi thiện Pháp, trừ tội cấu, thêm phúc lành, được thành Phật. Đức Phật nói, công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó sẽ bị tội đọa vào địa ngục hắc ám, và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn, sông nhỏ, ngòi, lạch, suối ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng thế, những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng ví như núi Tu Di bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan. Kẻ đó vào địa ngục quả thiêu vô thời hạn, cũng như vị thuốc độc ca lưu lâu hê ni đem tỷ giới vị thạch, một sự báo ứng của thiện ác cũng thế. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp kiết sử, trừ bỏ được khổ, sinh, già, bệnh, chết, và làm cá nhân của đạo Niết Bàn, lấy giới làm chân bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy luật làm mắt để coi xem những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh tới thành Niết Bàn. Vì những lợi ích ấy, nên cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Thời đó, có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Lý Đề, hán dịch là Phúc Tăng, tuổi đã 100, nghe biết người ta thuật lại công đức xuất gia cao cả như vậy. Ông thầm nghĩ như vậy: ta nay tuổi đã già yếu, đối với việc xuất gia tu đạo trong Phật Pháp, phúc đức lớn lao, sao lại không xuất gia, chả uổng lắm ư? Nghĩ xong, gọi vợ con lên bảo: bà và các con ở nhà làm ăn, tôi đi xuất gia tu đạo, có vui lòng không? Ông lão này, vợ con đều ghét bỏ, vì ông chỉ ăn hại, không làm được việc gì, lại hay bẵng gắt, nên họ đều mừng và trả lời: dạ phải, nguyện ông đi cho rồi, đi sớm được giờ phút nào là hay cho lũ tôi giờ phút đó. Ông lên đường đi hỏi thăm đến giường trúc, nơi Đức Thế Tôn ngự. Tới nơi không may, ngày đó Phật đi vắng, ông vào hỏi các vị tỳ khưu rằng: bạch Đại Đức, Phật Ngài ngự phòng nào, xin chỉ dùm tôi. Đức Thế Tôn, Ngài đi giáo hóa nơi khác, không có ở nhà. Bạch Đại Đức, Phật đi vắng thì vị thượng túc của Ngài là ai? Các vị đều chỉ tay đến chỗ Ngài Xá Lợi Phất. Ông lão lộm khộm chống gậy tới, bỏ gậy xuống đất, chắp tay làm lễ thưa rằng: bạch lạy Đại Đức Tôn giả, con một lòng thành kính tới đây xin xuất gia học đạo,
cuối xin Ngài từ bi thâu nạp, được đội ơn vạn bội. Ngài Xá Lợi Phất đưa mắt nhìn xong tự nghĩ rằng, người này già yếu, học hỏi, tọa thiền, trợ diệt chúng, trong ba việc không làm được một, có tu cũng vô ích. Nghĩ rồi đáp rằng, ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được. Sau, ông đi thưa với Ngài Ca Diếp, Ngài U-ba-li, Ngài A-nậu-lâu-đà. Cuối cùng đến 500 vị La-hán, các vị đều hỏi, ông đã thưa với vị nào chưa? Ông đều thưa với các vị rằng, trước hết con hướng Đức Thế Tôn, nhưng Ngài không có ở tịnh xá. Con có thưa với Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được. Thì các vị đều trả lời rằng, Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ thứ nhất, còn không dám thâu nạp vào hàng xuất gia. Ta cũng thế, cũng tỷ như một ông thầy thuốc giỏi, biết bệnh nhân không thể chữa được. Ngoài ra các thầy lang khác cũng phải khoanh tay, còn chữa sao nổi, độ sao được. Có lẽ ông lão này tử tướng đã xuất hiện, nên Ngài Xá Lợi Phất không độ, cho nên các tỳ khưu cũng từ chối. Ông Thi Lợi Bí Đề xin xuất gia không được, trở ra ngoài ngõ trúc viên, than khóc một mình, rồi lẩm bẩm nói, ta từ thuở sanh làm người đến nay, chưa làm một lỗi gì lớn, thế mà tại sao chỉ riêng một mình ta không được xuất gia? Ông U-ba-li là người bần tiện, ông Ni Đề là người hố phân thuê, ông Ương Quật Ma La là kẻ giết rất nhiều người, ông Đà Tắc Kỳ là kẻ ác nhân làm giặc mà còn được xuất gia, vậy mình có tội gì không được xuất gia? Đường phàn nàn một mình, hốt nhiên thấy Phật đứng ở trước mặt. Ông nhìn thấy quang minh chói sáng, tướng mạo đoan nghiêm, tựa như vua Thiên Đế Thích trên cung trời Đao Lợi. Phật hỏi, Thi Lợi Bí Đề, làm sao khóc? Ông vui mừng quá, vội vàng cúi đầu lễ dưới chân khóc mà bạch rằng, kính lại Đức Thế Tôn, có những chúng sanh, kẻ giết người, kẻ làm giặc, kẻ nói dối, kẻ phỉ báng, kẻ hạ tiện, những kẻ đó đều được xuất gia. Còn xét thân con, từ thuở sinh làm người đến nay, đã 100 tuổi chưa từng làm điều gì ác, mà các vị tỳ khưu không thâu nhập cho con được xuất gia. Bạch lại Đức Thế Tôn, ở nhà thì vợ con ghét bỏ, đến đây nương bóng từ bi, Ngài không có ở tịnh xá, các vị tỳ khưu cho con già quá mà không nhận, bây giờ về cũng khốn, nên con muốn bỏ mạng nơi đây. Phật hỏi, ai nói người này được xuất gia, kẻ kia già, không được xuất gia? Kính lại Đức Thế Tôn, Ngài Thượng Túc Xá Lợi Phất. Ngài an ủi rằng, thôi, chớ buồn nữa, ta sẽ cho xuất gia tu học. Ông Xá Lợi Phất không phải là một người đã chăm làm những hạnh khổ trong 3 đại kiếp A Tăng Kỳ và đã tu phúc trong 100 kiếp. Ông không phải đời ấy, đời khác đã chăm làm những việc rất khó như chặt đầu móc mắt, chẻ xương lấy tủy, ốc, cắt thịt, chọc tiết, lột da, chẻ xương chân tay, cắt cái mũi bố thí. Ông không phải là người đã đem mình cứu hổ đói, nhảy xuống hố lửa sâu, đóng trên mình 1000 cái đinh để nghe đạo, khoét mình ra 1000 lỗ để đốt đèn. Ông không phải là người đã đem quốc thành, thê tử nô tỳ, voi ngựa, thất bảo ra bố thí. Ông không phải là người kiếp sơ A Tăng Kỳ cúng dường 8 vạn 8000 đức Phật, kiếp trung A Tăng Kỳ cúng dường 90000 đức Phật, kiếp hậu A Tăng Kỳ cúng dường 10 vạn ức đức Phật,
xuất gia giữ giới đầy đủ đối với pháp tự tại, ông Xá Lợi Phất không thể nói người này được xuất gia hay kẻ kia không được xuất gia. Ta một người đối với pháp tự tại, cởi xe lục độ, mặc áo giáp nhẫn nhục, ngồi tòa kim cương, dưới cội cây bồ đề hàng phục ma dương, thành ngô vô thượng pháp dương, không ai bằng ta. Ngươi an tâm theo ta về tịnh xá, ta sẽ cho xuất gia. Đức Thế Tôn an ủi xong, làm cho nỗi phiền não của ông được tiêu tan, trong lòng vui vẻ sạch lân, theo sau Phật về. Khi về tế tinh xá, Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên, giao cho phải chịu trách nhiệm dạy bảo và thế pháp làm lễ xuất gia. Vì Đức Phật, Ngài có con mắt trí huệ, nhận thấy những chúng sanh có duyên với người nào, thì người ấy mới độ được. Tỷ như người có duyên với Phật thì Phật độ cho họ, người khác không độ được. Người có duyên với người khác thì người khác độ, Phật không độ được. Người có duyên với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất độ cho họ, chứ Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan Luật, Ngài Kim Tỳ La và tất cả các vị thanh văn sao độ cho họ được, vì họ không có duyên với các vị. Nói tóm lại, những người có duyên với mình thì mình độ, không có duyên thì không thể độ được. Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật, lãnh trách nhiệm, rồi thầm nghĩ như vậy. Ông lão này niêm cao, già yếu, tụng kinh tọa thiền, trợ diệt chúng, ba việc không được một, song Phật đã giao cho, ta lẽ nào dám trái mạng. Sau ít bữa thấy pháp đăng đàn, thọ giới cụ túc. Tuy thế, những ông lão đã có trồng nhân lành với Phật Pháp từ đời quá khứ, đã từng tu tập các công đức, các pháp môn của Phật giáo, nên kiếp này tuy xuất gia muộn, nhưng sự tinh anh học hiểu rất mau chóng. Từ khi ông được thế pháp xuất gia làm sa môn, ngày đêm cố gắng tu tập, nghe rành hiểu rõ, nên chẳng bao lâu đã khai ngộ. Hiềm vì tuổi già sức yếu, nên ai nghi lễ kính đối với các thượng tòa không đủ bổn phận. Các vị niên thiếu tỳ khưu thấy ông có những hành vi thô tháo, không có lễ độ nhà thiền, cũng có khi răng bảo hoặc quở trách, thì ông lại kiêu căng tự đại, cậy mình niên cao học rộng, không chịu cung kính thừa sự. Thấy các vị có cử chỉ đối với mình như vậy, ông thầm nghĩ vậy. Ta ở tại gia, vợ con ghét bỏ xúc não, nay đi xuất gia, mong được chỗ an vui, qua con mắt trái ngược nơi tục lụy. Ai ngờ lại bị các tỳ khưu niên thiếu khinh miệt, không biết ta phải tội gì đến thế, lại thêm nghiệp phiền não cho ta, thà bỏ mạng cho qua đời là hết chuyện. Ông liền đi sang khu rừng, bên cạnh đó có một con sông, vừa sâu vừa chảy mạnh. Cởi áo cà sa, dắt trên cành cây, quỳ thẳng, chắp tay, hướng lên tấm áo, khóc mà thề rằng. Con xin bỏ mạng nơi đây, nhưng không bỏ Phật, Pháp, Tăng. Cái áo của con đây, xin dâng cúng các vị tỳ khưu trì giới thanh tịnh, tinh tiến tu hành. Nguyện xả thân này được sinh vào nhà phú quý vui vẻ. Họ hòa thuận, không làm ngăn cản những thiện pháp con muốn làm, và được ngôi tam bảo xuất gia tu đạo, đắc ngộ minh sư thiện hữu, chỉ bảo cho những ý nghĩa lý sâu quyền tu chứng thành công trên đường giải thoát an lạc. Thế rồi, ông nhảy xuống sông. Khi đó, Ngài Mục Kiền Liên ở trong rừng trúc, dùng thiên nhãn nhìn xem ông đệ tử già của mình làm gì. Chợt thấy ông nhảy xuống sông, Ngài dùng thần túc vớt ông lên bờ, rồi bay tới tận nơi hỏi. Pháp tử làm gì thế? Thi Lợi Bí Đề ngửa mặt nhìn thấy thầy, thẹn hổ quá, và cũng không biết dùng lời lẽ gì để thưa cùng thầy. Ông thầm nghĩ, ta không nên nói dối thầy, đời đời bị tội không lưỡi. Song thầy ta có thần thông biết trước, nếu ta nói dối thầy ta cũng biết. Trên đời những người có trí tuệ thông minh, tính chất thật thà ngay thẳng,
các ông trời còn phải kính trọng. Nếu người có trí tuệ mà tâm xỉm dối, cũng làm nhân sư và được người ta cúng dường. Người không có trí tuệ mà tâm ngay thẳng, tuy không giúp được người, nhưng đã tự cứu được mình. Nếu kẻ vừa ngu si, vừa xỉm nịnh lừa dối, thì bị người ta khinh rẻ chê bai là đồ hèn hạ. Dẫu có nói gì người ta đều cho là kẻ lừa bịp không thật, nếu có nói điều thật đi nữa, người ta cũng không tin dùng. Ấy thế, nếu nói dối thầy, dĩ nhiên không hay cho bản thân ta. Thưa rằng, bạch thầy, con đã chán cái cảnh tục lụy, đi xuất gia để cầu an lạc, trái lại không thấy an lạc mà chỉ thấy phiền não nhiều. Vì thế con muốn bỏ mạng ở đây, xin thầy xá tội. Ngài Mục Kiền Liên thầm nghĩ, ông lão này, nếu ta không dùng một phương pháp sợ hãi, thì đối với việc xuất gia của ông không kết quả. Nghĩ xong nói, Pháp tử, hãy nắm chặt lấy góc áo cà sa của ta, khi bay lên hư không, phải chính niệm, chớ có loạn tưởng. Dạ, thầy dạy con tuân mạng. Ông nắm áo cẩn thận, ngài bay vút lên hư không như cơn gió thổi mạnh. Ông đệ tử nắm áo ngài, cũng như luồng gió cuốn bụi, như chiếc bông bay trên không gian. Chỉ một chớp loáng đã tới biển cả. Ngài hạ chân xuống bãi, hai thầy trò đi trên bãi biển, gặp một người con gái mới chết, nằm phơi thay dưới ánh mặt trời, rồi nhặn ào ào bâu kính. Nhìn thấy một con trùng bò ra rồi chui vào lỗ mũi, sao lại luồn qua hai mắt, qua mắt rút vào lỗ tai, coi rất ghê sợ. Ngài đứng lại, lập phép quán tưởng, quán xong lại đi. Bạch Hòa Thượng, người con gái này, vì lý do gì chết tại đây, lại có con trùng nó bò ra rút vào như vậy? Một lát ta sẽ nói cho hay. Hai thầy trò đi được vài dặm, gặp một người con gái đội cái vạt bằng đồng đến mé biển, đổ nước đầy, đốt lửa đun sôi sùng sục, cởi áo nhảy vào trong vạt nước sôi ấy, tóc lông rụng hết, chân tay rã rời, xương thịt tơi tả, như nát thân thể. Nước sôi mạnh quá, làm cho xương thịt tung hết ra ngoài. Gặp một cơn gió, làm cho da thịt chấp liền với nhau, thành lại hình như người cũ. Người con gái ấy cứ xé thịt mình ra, rồi bỏ vào mồm ăn như ngon lành lắm. Ông đệ tử già sợ quá hỏi. Bạch Hòa Thượng, cô này tội gì như vậy? Xin thầy nói cho con được rõ. Khoan đã, lát nữa ta nói cho hay. Hai thầy trò đi khoảng vài dặm, thấy một thân cây to lớn, có rất nhiều sâu bám kính, cho đến cành lá, chỗ nào cũng có sâu ăn rút, lại nghe thấy tiếng kêu khóc, làm cho chấn động, như tiếng kêu trong địa ngục. Sợ quá, hỏi. Bạch Hòa Thượng, tiếng kêu đó là những người nào, tại nguyên nhân gì? Hãy khoan, rồi ta sẽ nói. Thầy trò lại bắt đầu đi. Vừa được một lát, thấy một quả núi lớn có rất nhiều đao kiếm nhọn sắc, cắm ngược mũi lên trời, tua tủa như các hàng cây mọc. Lại thấy một người nằm lăn mình từ trên đỉnh núi xuống đến chân. Thân thể người ấy bị đao kiếm đâm nát tươm, máu chảy lên láng, coi rất rùng rợn, hoặc có cái dao, cái kiếm nào bị đổ, người ấy lại dựng đứng lên như cũ, rồi bắt đầu trèo lên đỉnh núi, lăn như trước, cứ thế mãi không thôi. Sợ quá, hỏi. Bạch Hòa Thượng, người này tại sao khổ như thế? Hãy khoan, tới thời ta sẽ nói. Qua quả núi này, thấy một người con trai to lớn, chung quanh mình một hình những đầu các con thú rất ghê gớm. Lại thấy các quỷ thần ác, tay cầm cung hoặc nỏ, mỗi cái tên có ba ngạnh, đầu bịch sắc nhọn có thuốc độc và cháy đỏ. Họ thi nhau
tranh nhau bắn người con trai ấy, thân thể bị cháy xém đen, kêu la thảm thiết. Sợ quá hỏi, Bạch Hòa Thượng, người này phải tội gì vậy? Hãy khoan, rồi ta sẽ nói. Thầy trò đi được vài dặm, thấy một quả núi lớn, núi này thuần xương không có đất đá, cao tới 700 do tuần, che khí sáng mặt trời, làm cho khoảnh bể ấy bị tối om. Thầy trò trèo lên, đi trên sườn núi một cách dạo chơi ung dung thong thả. Thi Lợi Bí Đề tự nghĩ, giờ đây ta hỏi những việc vừa qua, có lẽ thầy ta nói. Nghĩ xong hỏi, Bạch Hòa Thượng, xin thuật lại những chuyện việc vừa qua cho con rõ ư? Pháp tử, đến nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho rõ nguyên nhân các câu chuyện vừa qua cho biết. Dạ, con xin chú ý nghe. Đầu tiên, người con gái chết nằm trên bãi biển. Cô đó, vợ của anh Tát Bạc, người nước Xá Vệ, có nhan sắc đẹp, nên anh chồng cô yêu mến lắm. Tát Bạc đi buôn, vì quá yêu vợ, nên anh đưa vợ đi buôn, cùng với 500 người khách buôn ra biển. Cô này hay điểm tô má phấn môi son, trăm gài, lược dắt, ra ngắm, vào vuốt, soi gương, nhìn thấy mặt đẹp, khởi lòng kiêu mạn, lại thêm ham mến cái đẹp của mình. Thuyền đương đi gặp phải con rùa lớn, nó đạp thuyền bị thủng đắm, chìm dưới đáy biển. Mọi người đều bị chết cả, biển không chứa tử thi. Vì thế các quỷ già xoa, quỷ la sát, làm sóng gió, đánh dạt những thây ấy lên bờ. Chúng sanh tùy theo tâm ái và lòng tưởng niệm, khi chết sẽ đọa vào nơi mình ước muốn ấy. Cô này vì yêu sắc đẹp của mình, tiếc sắc đẹp nên bị đọa làm con trùng, để coi cái bộ mặt. Thế cho nên, con trùng cứ dơ dẫn từ mồm rút ra, lại luồn qua mũi sang tai, vào mắt mà không được giải thoát. Nếu ai hỏi, cứ đem tâm ái luyến tham trượt đâu, thì sinh nơi đó. Vậy ai yêu địa ngục làm chi, mà vào địa ngục cho khổ? Thì trả lời họ rằng, kẻ nào lúc bình sinh ăn trộm tiền của tam bảo hoặc của cha mẹ, hoặc sát nhân, tội ấy rất lớn phải đọa vào địa ngục quả thiêu. Kẻ đó trước hết phải mắc bệnh phong hàn lãnh, làm cho bức não thân tâm. Trong lúc có bệnh, luôn luôn nghĩ đến nóng, vì trong người lạnh, nên muốn tìm đến chỗ có lửa. Đương khi tưởng niệm thì chết, hồn trút khỏi xác, tất nhiên nó sẽ theo lòng tưởng niệm mà đọa vào quả ngục. Nếu kẻ nào ăn trộm đèn thờ Phật cùng các đồ vật khác, hoặc của chư tăng, đèn đuốc, củi, cỏ, hoặc phá phòng tăng, giảng đường, hoặc mùa đông rét mướt lột áo của người, hoặc cậy thế lực, trời rét, lấy nước hành phạt cho người bằng cách dội nước lên đầu, khiến người ta chết rét, hoặc cướp trộm, lột áo người ta, tội báo ấy sẽ đọa vào địa ngục hàng băng. Trước hết, kẻ đó bị chứng bệnh nhiệt, làm nóng sốt thân thể, cường nhiệt, luôn luôn nghĩ đến giá lạnh. Trong khi tưởng niệm ấy thì chết, hồn trút khỏi xác, liền đọa vào địa ngục lạnh, như địa ngục Ô Bát La, Bát Đâu Ma, Câu Vật Đà, Phan Đà Lợi, vân vân. Trong những ngục hàm lãnh này, kẻ tội nhân lạnh buốt, thân thể khô khan như hạt đậu rang, ấp tủy như gạo rang, xương đầu tan dụng ra trăm ngàn muôn phần, xương mình gãy nát như tên giót nhọn. Nếu kẻ nào mang lòng tham sẻn vật của người, làm cho người ta chết đói hoặc ăn uống không có thời tiết, kẻ ấy sẽ đọa vào loài quỷ đói, trước hết phải mắc bệnh khí, bụng đầy, ăn uống không tiêu. Thầy thuốc xem bệnh, lấy những thức ăn dỗ dành, thứ này ngon, thứ này ngọt, thứ này chua, để dễ tiêu. Người cố gắng ăn đi thì bệnh sẽ khỏi. Kẻ bệnh nhân ấy tự phát lòng nóng giận nói, tôi ghê lắm, tôi sợ lắm. Bao giờ con mắt tôi không trông thấy các món ăn này, trong lúc đương tưởng niệm ấy, thì chết, hồn trút khỏi xác, cứ theo tâm tưởng, đọa vào quỷ đói. Cũng có kẻ ngu si, không tin ngôi tam bảo, hoặc phỉ báng, hoặc khinh quỷ, không theo đúng đạo làm người. Cha con hoặc mẹ con,
anh em, tông thân dâm dục hỗn độn không phân biệt, hoặc bất hiếu, không tin tội phúc, vân vân. Khi ốm nằm tựa như con chó, co quắp không thẳng, đó là do nghiệp sử nhiên, không muốn nghe lời nói lành. Cha mẹ, anh em họ biết rằng, bệnh nhân phải chết, họ khuyên rằng, tụng kinh cho ngươi nhé, quy y Phật cho ngươi nhé. Ngươi nên ngắm kính hình tượng Phật và mời chư tăng về thuyết pháp cho ngươi nghe nhé. Ngươi chịu khó niệm Phật cho khỏi tội lỗi được nhiều phúc đức. Những của vật này đem bố thí cầu phước cho ngươi nhé. Khuyên thế, nhưng tâm kẻ đó không vui vẻ, lại sân nộ ác ý nói. Tôi nguyện rằng không bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy. Đối với tôi là không có gì hết, không phúc đức gì hết, chết là hết. Kẻ đó chết, hồn rút ra khỏi xác, đọa vào loài súc sanh, vì súc sanh không có văn hóa, đạo đức, không tôn thân cha mẹ, anh em, cũng do tâm niệm của họ gây nên cả. Nếu ai ham tu điều lành, trồng nhân cõi người, giữ năm giới, người ấy sẽ không bị bệnh hoạn làm bức bách thân tâm, tới khi chết, tâm ý không rối loạn, biết rằng sắp chết, nên anh em họ khuyên rằng. Người muốn nghe kinh pháp không? Muốn ngắm hình tượng Phật không? Muốn gặp chư tăng nghe thuyết pháp không? Muốn thọ trai, thọ giới không? Muốn cúng dường tam bảo không? Bệnh nhân đáp rằng, hay lắm, tôi muốn như thế lắm. Họ lại nói tiếp cho nghe. Tụng kinh, ngắm hình Phật sẽ được thành Phật đạo. Cúng dường in kinh pháp, sinh nơi nào cũng có trí tuệ cao sáng, hiểu thấu các pháp tướng. Cúng dường tăng, sinh nơi nào cũng được giàu. Ý muốn dùng gì cũng đầy đủ. Bệnh nhân nghe xong sung sướng phát nguyện rằng, nguyện cho con sinh nơi nào cũng được gặp ngôi tam bảo, nghe pháp ngộ đạo. Người đó khi chết được sinh làm người, nếu người nào trồng nhân thập thiện để cầu sinh thiên, hoặc trì giới thanh tịnh làm hạnh bố thí, ham nghe kinh pháp, chăm tu mười điều, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói ác, không giận tức, không ngu si, người ấy lúc mệnh chung được an vui và nằm ngửa, được nhìn thấy hình tướng Phật và nghe nhạc trời, nhan sắc hòa vui, cất tay hướng lên, phút cuối, cùng tắt thở, hồn bay lên trời. Đây, vợ tắt bạc vì ham luyến cái sắc đẹp của mình, cho nên lúc chết phải sinh làm con trùng ở ngay xác chết của mình. Sau khi bỏ thân trùng, phải đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng. Bạch Hòa Thượng, kẻ thiếu phụ tự ăn thịt của mình, căn nguyên tại sao, xin nói cho con được rõ. Người này ở nước Xá Vệ là đứa ở gái của một người Ubaji. Người Ubaji này nguyện cúng dường một vị tỳ kheo, trì giới thanh tịnh trong một khóa an cư là 90 ngày, làm riêng một căn nhà cho vị đó ở, hàng ngày sửa soạn các món ăn ngon lành, ngon sạch, tới bữa ăn sai đứa ở gái dâng ngài, xong các món ăn ngon nó đều xơi hết, chỉ dâng ngài các món thừa thải không ngon. Qua một thời gian, Ubaji thấy nhan sắc nó béo tốt đẹp đẽ hỏi: Mì ăn dụng các món ăn của thầy ta hay sao, độ này mập mạp vậy? Thưa bà, đâu có, con cũng tin tội phúc chứ. Con đây không phải là kẻ tà kiến đâu. Có lẽ nào con dám ăn trước? Thầy ăn xong, có còn thừa cho con mới dám ăn. Con thề rằng, nếu con ăn trước thầy, thì đời đời con phải tự ăn thịt của con. Pháp tử nên biết, chính đứa ở gái ăn dụng thức ăn của vị tỳ khưu, sao chối và thề nguyện nên phải thụ quả báo tự ăn thịt mình. Như nay tức là qua báo, sao phải đọa vào địa ngục, lúc bấy giờ mới chính là quả báo, khổ đau vô cùng tận, nói không xiết. Bạch Hòa Thượng, còn cây to lớn có những con trùng ăn rút, tiếng kêu dữ dội như thế là do nhân duyên gì? Đó là một vị tỳ khưu giữ của thường trụ tên là Lại Lợi Cha. Lấy của thường trụ và những hoa quả
thức ăn uống cho anh em họ hàng và người bạch y. Những người ấy sau khi chết phải đọa vào địa ngục lớn làm những con trùng, con sâu này để ăn rút thân cây. Còn thân cây này là vị tỳ khưu nói trên, tức Lại Lợi Cha. Bạch Hòa Thượng, cái người bị bắn kêu khóc, lửa cháy cả toàn thân đó là vì tội gì như vậy? Người này lúc sinh thời là một gã đi săn, sát hại các loài cầm thú. Bởi tội ấy, chết phải đọa xuống địa ngục, chịu khổ báo như vậy, chưa biết ngày nào được thoát. Bạch Hòa Thượng, cái người lăn từ trên đỉnh núi xuống, máu me đẫm mình, họ tạo tác tội gì, xin nói cho con được rõ. Người này ở Thành Dương Xá, là một ông đại tướng đi tiên phong sát hại nhân dân, giết người không nhẫn, vì thế phải tội báo này, sao phải đọa vào đại địa ngục, chịu lấy sự thống khổ vô thời hạn. Bạch Hòa Thượng, còn cái núi xương đây là gì? Núi xương này là con cá Ma Kiệt, nó chính là tiền thân của ông. Vì ngươi còn là phàm phu, cách ấm bị mê, nên không biết đấy thôi. Thi Lợi Bí Đề nghe xong tâm hồn thổn thức, sợ hãi thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, tâm hồn con còn mê tối không hiểu biết hết. Quý xin Hòa Thượng nói cái nguyên nhân tội gì con phải làm thân cá. Pháp tử nên biết, sanh tử luân chuyển không có bờ bến, nhưng đối với nghiệp báo của thiện ác thì không sai lạc, không tài nào trốn thoát được. Tạo nghiệp gì, phải báo nghiệp đó. Đây là từ đời quá khứ. Có một ông vua ở Châu Diêm Phù Đề, tên là Đàm Ma La Bí, hán dịch là Pháp Tăng. Ông chăm làm việc bố thí, giữ giới, nghe kinh, có tâm từ bi, tính không bạo ác, không bao giờ làm tổn thương đến tính mạng của một loài nào. Xứng đáng một ông vua có đạo đức. Ông dùng chánh pháp để trị dân. Làm vua đã được 20 năm, đương buổi thừa nhàn đánh bạc chơi vui, lúc ấy có người phạm tội sát nhân, quan tòa vào tâu rằng: Tâu bệ hạ, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người, trị tội thế nào xin cho hạ thần được rõ. Nhà vua mãi chơi, không suy xét rõ, đáp rằng: Cứ theo quốc pháp mà trị tội. Theo quốc pháp, nếu kẻ nào mà giết người thì bị tử hình, chiếu luật đem người đó ra xử trảm. Xong cuộc vui chơi, nhà vua hỏi các quan rằng: Kẻ tội nhân ấy nay đâu, để ta đoán quyết. Theo quốc pháp, phạm nhân đã đem ra xử tử rồi. Nhà vua nghe nói giật mình, lo sợ ngã xuống đất. Tả Hữu đỡ dậy hồi lâu tỉnh lại, than phiền nói: Các cung tần mỹ nữ voi ngựa ở lại đây, riêng ta phải vào địa ngục chịu đau khổ một mình. Khi ta chưa làm vua thì cung điện này cũng có người cai trị, chẳng bao lâu ta chết, cung điện này tiếp tục cũng có người thống ngự. Ta làm vua giết hại mạng người, đó là làm vua đồ tể, chẳng biết đời đời kiếp kiếp nó sẽ đưa ta đến chốn nào. Ta quyết định không làm vua nữa, từ nay quyền chính giao cho các ông ở lại trong coi việc nước, tôi vào núi để tu đạo cầu giải thoát từ đây. Sau một thời gian, ông vua này chết phải đọa sinh làm loài cá Ma Kiệt, ở trên bể lớn, thân dài 700 do tuần. Các ông vua kế vị và các ông quan đại thần nước ấy, cậy có quyền thế ức hiếp nhân dân, làm những điều tàn nhẫn, vợ bỏ chồng, con lìa cha, bóc lột dân đen, sau khi chết bị đọa làm cá Ma Kiệt hết thảy. Có những con di trùng ở trong dãy rỉa rút ăn thịt, đau như lưỡi câu sắc móc mình, cũng bị cắn đau sát mình vào núi Pha Lê, làm cho những con trùng bị dập chết, máu chảy đỏ ngầu trong trăm dặm bể, vì tội ấy chết phải đọa vào địa ngục. Những con cá này cứ mỗi giấc ngủ là 100 năm, lúc tỉnh dậy đói quá, không có thức ăn, phải há mồm cho nước biển, thuyền, bè, tôm, cá chảy vào.
Giữa lúc há mồm thì có 500 người lái buôn trăm thuyền, vì nước chảy mạnh quá nên chiếc thuyền này theo dòng trôi thẳng vào mồm cá. Mọi người đều khủng khiếp lo sợ, gào khóc la, kẻ niệm Phật, người cầu kinh, kẻ kêu trời, người khấn đất. Kẻ cầu thần, cũng có người kêu gọi cha mẹ vợ con, rồi kể lễ rằng, hôm nay là phút cuối cùng từ biệt cõi nhân gian thôi. Thôi, không bao giờ ta được thấy gia đình lần thứ hai nữa, thuyền sắp tới mồm cá, sự sợ hãi dồn dập vì thế, nên nhiều người lớn tiếng niệm, Nam Mô Phật. Cá Ma Kiệt nghe tiếng niệm Phật, động lòng từ bi, ngậm mồm lại, nước hết chảy, thuyền được yên, mọi người thoát chết trong mồm cá. Cũng vì thế, nên cá bị chết đói, thần hồn được sinh vào thành Dương Xá. Sau khi cá chết, quỷ già Xoa, La Sát giúp con cá ấy lên bãi biển. Trải qua những ngày tháng mưa gió giải dầu, da thịt tiêu tan, còn đóng xương tại đây. Lắng nghe, ông vua Pháp Tăng thuở đó, nay chính là Thi Lợi Bí Đề, bởi tội sát nhân phải đọa làm con cá Ma Kiệt ở dưới bể này. Nay đã được làm thân người, sao không chán ghét sanh tử, để an tâm tu đạo giải thoát hay sao? Lại còn muốn chết ở nơi đây làm chi? Nếu chết, sẽ bị đọa vào địa ngục, bấy giờ muốn ra cũng khó. Thi Lợi Bí Đề nghe hòa thượng giảng thuyết xong, biết rõ thân cũ của mình, tự xét biết sợ sanh tử, nhớ nghĩ phép tu, để lòng chú ý quan sát đống xương cá là tiền thân của mình, thấu hiểu pháp vô thường, chán lìa sanh tử, giữa giờ phút ấy được trút hết các kiết lậu, đắc quả La Hán. Ngài Mục Kiền Liên hoan hỷ nói, Pháp tử, công việc của ngươi làm đã được thành tựu, hãy theo đây nhân lực của ta, ngươi tự dùng lấy thần túc mà đi. Nói xong, Ngài rướn mình lên hư không như chim phượng hoàng vỗ cánh. Ông Thi Lợi Bí Đề cũng bay theo sau, như chim mẹ bay trước, chim con bay sau, một lát đã tới rừng trúc, từ từ hạ xuống tinh xá. Các vị niên thiếu tỳ khưu chưa biết ông đã đắc đạo, nên các ngài vẫn coi thường và có khi còn la mắng. Vì ông đắc đạo, tâm đã điều thuận nên vẫn êm đềm vui vẻ, không nói sao hết. Đức Phật thấy thế, muốn ngăn đón tâm ngã mạn của các niên thiếu tỳ khưu và muốn hiển dương cái đức của vị lão thành, nên giữa trong đại chúng Phật nói, Thi Lợi Bí Đề, hôm nay ra biển về phải không? Dạ, lại Đức Thế Tôn, có đấy ạ. Ra bể, thấy những gì nói cho ta nghe. Thi Lợi Bí Đề cung kính trình bày những việc nói trên cho Phật nghe. Phật nói, quý quá, hôm nay thấy sự thật như vậy, có lẽ từ nay ngươi được thoát khỏi cái khổ sanh tử, chứng đạo Niết Bàn, và có thể nạp thụ sự cúng dường của người cõi nhân, cõi thiên, cộng việc làm của tỳ khưu, ngươi đã được đầy đủ. Nghe Phật nói xong, các niên thiếu tỳ khưu vừa lo vừa sợ, hối hận thầm nghĩ. Chính ông lão này là người hiền nhân trí tuệ, lũ ta thật không hiểu biết gì, từ trước đến nay tự cao tự đại, phải tội phạm đến hiền giả, tội ấy không phải nhẹ, ta nên xin sám hối trước là hơn. Các niên thiếu tỳ khưu đều đứng dậy, tới trước ông Thi Lợi Bí Đề, năm thể chạm xuống đất bạch rằng. Bạch đại đức, các thiện nhân sinh, lòng từ bi cũng sinh theo. Trước đây chúng tôi đối với đại đức lầm lỗi, quyết sinh từ bi xá bỏ, được ân triêm công đức. Tôi đối với tất cả mọi người đều có thiện tâm, hối quá có thể được lắm, hay lắm. Ông Thi Lợi Bí Đề thấy các niên thiếu tỳ khưu còn có ý sợ sệt, nên ông thuyết pháp xuất ly sanh tử cho các vị nghe. Từ đó các tỳ khưu gắng tiến tu hành, không lâu đã ngắt bỏ được lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Cũng do nhân duyên này mà tiếng khen đồn khắp thành Dương Xá. Thật lạ quá, ông lão 100 tuổi mới xuất gia còn thành công đắc quả, thuyết pháp cao siêu,
thật là chưa từng có. Từ đó trong thành rất nhiều người cho con trai, con gái, đứa ở trai, đứa ở gái đi xuất gia hoặc tự đi xuất gia. Công đức xuất gia vô lượng, vô biên như thế. Ông Thi Lợi Bí Đề đã 100 tuổi mới xuất gia tu hành, còn đắc đạo quả, thành tựu công đức lớn lao. Những ai đã luống tuổi, tại sao không xuất gia tu đạo, chăm chỉ tinh tiến tu hành để cầu một phúc báo vô biên ấy? Phẩm thứ 19, Sa Di Hộ Giới. Người đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân cùng mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu đạo, là một lối đi vững chắc qua trời, người, lên cõi Phật. Là một bí pháp hết lậu nghiệp, là con đường thẳng vào thành Niết Bàn, là chốn an lạc giải thoát đời đời. Người giữ giới được thanh tịnh, công đức ấy vô lượng vô biên, ví như biển lớn, sâu không đáy, rộng không bờ, thu nạp muôn loài như Atula Ma Kiệt Ngư, cùng tất cả các loài thủy tộc. Giới cũng như thế. Thu nạp những người tam thừa sinh trưởng ở đó. Biển lớn kia có rất nhiều vàng, bạc, ngọc lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách. Nhân có giới mới sinh ra các pháp lành, 4 phi thường, 37 phẩm trợ đạo, thiền, tam muội, giải thoát, tri kiến, vân vân. Biển lớn kia đáy bằng ngọc kim cương. Chung quanh bằng núi kim cương, có 4 sông lớn chảy vào luôn luôn, mà nước biển vẫn không đầy dơi. Biển giới cũng thế, lấy giới làm đáy, lấy luận làm núi vây quanh, 4 A Hàm làm sông, muôn dòng nước chảy vào trong bằng phẳng không thêm bớt. Tại sao các sông vẫn chảy vào biển, mà nước biển vẫn không đầy? Vì sức lửa ở ngục A Tỳ bốc lên. Nên nước biển vẫn không đầy, các sông thường chảy ra biển, nên nước biển không bao giờ dơi. Biển giới của Phật Pháp cũng thế, không phóng dật tham lam cảnh dục nên không tăng, đủ công đức nên không giảm. Như thế biết rằng giữ giới là một công đức lớn lao. Sau thời Phật vào Niết Bàn, nước An Đà có một vị tỷ khưu tu hạnh Đầu Đà, thích ở nơi vắng vẻ. Quay nghi đầy đủ, giới đức hoàn toàn. Khi Phật còn tại thế, Ngài thường khen các vị tu hạnh Đầu Đà. Những vị tỷ khu tu hạnh Đầu Đà không hay ở chung với tăng chúng, vì những vị ấy ít lòng dục, tri túc, không bỏng sẻn tham lam tích trữ. Thường Ngài đi ăn xin, ngồi trơ trên mặt đá, không nhà, không cửa, một ngày chỉ một bữa ăn, với một tấm áo là đủ, lại chăm tọa thiền tụng kinh. Những người như thế rất đáng tôn trọng, mới xứng đáng ngôi Pháp Vương Tử. Trái lại, những vị tăng không có một trong đức hạnh nói trên, phần nhiều chỉ đa dục, lòng tham không biết chán, xúc tích tiền của, tham lam tật đố, ghen ghét đầy lòng suy ái mê muội. Bởi thế cho nên mất công đức lớn, khiến cho người dân chán ghét, có khi còn làm cho người ta phỉ báng tam bảo là khác. Vị tỷ khưu nói trên đức hạnh thuận hòa, có đủ lục thông tam minh và 8 phép giải thoát oai nghi đỉnh đạt, tiếng khen vang dội môn phương, đáng là một vị sa môn. Bây giờ có một người U Bà Tắc tinh kính ngồi tam bảo, giữ 5 điều răn cẩn thận, lại chăm bố thí tu đức, được nhiều người khen ngợi. U Bà Tắc nguyện chung thân cúng dường vị tỷ khưu nói trên. Phúc cúng dường theo nhân hưởng quả. Nếu thỉnh tăng đến nhà cúng dường, các vị phải đi đường xa, hoặc nóng, lạnh, gió, giá, rét, bị mệt mỏi xảy ra, thì làm phế bỏ sự hành đạo của chư tăng. Người thí chủ sao có được hưởng quả báo tốt lành, nhưng phải mệt nhọc. Còn các vị đi ngoài đường khất thực thì không kể. Mới có thể được,
phúc báo ấy thì hơn. Còn nhóm vị tại chùa mình mang thức ăn lại nơi cúng dường thì lại sinh được hưởng phúc báo tự nhiên, không khổ nhọc, mà vật chất tự nhiên đầy đủ tùy ý muốn. Ông Ô Bà Tắc này vì lòng tin chắc chắn nên ông sai người mang đến tận nơi cúng dường. Sa môn có bốn thứ hay dở khó nhận xét, cũng như quả am la xanh chín khó hiểu biết. Một, cũng có vị tỷ khưu coi tướng mạo oai nghi đỉnh đạt, ung dung văn vẻ, thế mà trong bụng đầy sân si, làm các hạnh phi pháp phá giới, tỷ như quả am la ngoài vỏ coi chín đẹp nhưng trong lòng sống sượt. Hai, cũng có vị bề ngoài coi thô sơ oai nghi tầm thường nhưng bên trong có đầy đủ đức hạnh, nào trí tuệ, thiền định, đạo đức, cũng như quả am la trong chín ngoài xanh. Ba, cũng có vị hình tướng cục mịch, nói năng thô lỗ, không có ai nghi đức độ, phá giới tạo ác, trong lòng đầy sân si, ngã mạn tật đố tham dục, cũng như quả am la trong ngoài đều xanh. Bốn, cũng có vị oai nghi nghiêm chỉnh, giữ giới thanh tịnh, bên trong đầy đủ đạo đức, trí tuệ rộng sâu, thiền định giải thoát, cũng như quả am la trong ngoài đều chính. Tại thành này có ông trưởng giả tinh kính ngôi Tam Bảo, sinh được cậu con trai, ông muốn cho cậu đi xuất gia và nghĩ rằng phải tìm một vị minh sư đạo đức học vấn tinh thông cho con mình nương theo. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần người lành thì phát sinh lòng lành, gần kẻ ác sẽ tập nhiễm thói ác. Dĩ như gió không có thơm hôi, thổi qua rừng thiên đàng thì thấy gió thơm tho, nếu thổi qua thiên bạc thì thấy gió hôi thối. Cũng như tấm áo sạch sẽ để ở bồ hương, áo ấy sẽ thơm, nếu để ở chỗ hôi, dĩ nhiên bị hôi. Gần bậc thiện trí thức, tính tình cao thượng, gần kẻ hèn hạ, lòng dạ xấu xa. Nghĩ như vậy, rồi ông dẫn con đến vị tỷ khu nói trên thưa rằng, bạch đại đức, cháu trai này là con của tôi, muốn để xuất gia tu học, kính xin đại đức từ bi tế độ. Vị tỷ khu dùng đạo nhãn quan sát, xem căn khí có lớn lao không, có thể làm hưng long cho Phật giáo được không, có thể tu trì giới hạnh được không, mới nhận lời. Xem xong đáp, quý quá, ông cho cháu đi xuất gia để đối chí Phật chủng, hay lắm, tôi vui lòng tế độ. Trưởng giả vui mừng lễ tạ ra về. Đoạn này nói người U Bà Tắc cúng dường vị tỷ khu. Một hôm U Bà Tắc có người bạn thân rủ đi xem hội, ông muốn cho cả nhà cùng đi. Nhưng nghĩ, ai là người coi nhà? Nếu bắt buộc một người ở lại, thì không đành lòng. Ông hợp gia đình lại nói rằng, mai đi xem hội, ai vui lòng ở lại coi nhà? Cô con gái của ông đáp, thưa cha, con xin coi nhà để cha mẹ và toàn gia đình đi xem hội. Ông vui vẻ nói, hay lắm, con ở nhà trong nhà cho cha, chớ đi đâu chơi nhé. Sáng ngày mai cả nhà đi hết. Ông quên không dặn con gái dâng cơm vị tỷ khu, cô đóng chặt cửa ngõ vào nhà ngồi xem sách, đọc chuyện để giải buồn. Bữa cơm ngọ đã tới, mặt trời chừng xế trưa, vị tỷ khu không thấy mang cơm đến, thầm nghĩ rằng, người trần tục bận nhiều công việc, hôm nay có lẽ họ quên dâng cơm. Ngài gọi chú Sa Di, con ông trưởng giả lại bảo, con đi lại nhà ông U Bà Tắc lấy cơm, hôm nay có lẽ họ quên. Theo lời Phật dạy, con phải giữ oai nghi cho cẩn thận, vào các thôn sớm, không được sinh tâm tham trước, tỉ như con ông lấy mật, chỉ cốt lấy mật, chứ không làm tổn hại đến sắc hương của hoa. Con cũng phải như thế, đến nhà người ta, chớ sinh lòng tham sắc đẹp, vân vân, giữ được cấm giới là giữ được đạo. Ông Bồ Đề Đạt Đa tuy tụng được nhiều kinh, vì tạo ác phá giới phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ông Cù Ca Lợi tội phỉ báng phá giới phải đọa địa ngục. Ông Chu Lợi Bàn Đặt chỉ tụng được câu kệ, vì giữ giới hoàn toàn nên được chứng quả La Hán. Giới là lối vào đạo Niết Bàn, là nhân thụ hưởng khoái lạc cõi trời cõi người. Tỉ như quy chế trường trai 3 hoặc 4 tháng của phái Bà La Môn, họ mời những vị cao minh giữ giới trong sạch, trước hết họ đưa cho mỗi vị một phong bao trong để vị ngọt. Bọn ấy có một người tuy học cao nhưng tính tình không được liêm khiết,
tham mùi ngọt, ăn hết. Tới ngày nhập hội, mỗi người xuất trình phong bao để vào. Ông này không có phong bao, cũng bước vào, người gác cửa hỏi, phong bao của ông đâu? Có, nhưng đã ăn hết vị ngọt. Thôi, ông không được vào nữa. Ông tham một chút mùi ngọt, thiệt hại ông 4 tháng, các mùi thơm ngon và các trân bảo khác. Thôi, ông đi ra. Cũng thế, con vào thôn sớm, chớ tham một việc nhỏ, lỡ phá giới của tam thế chư Phật thì mất sự khoái lạc của 5 món dục, vui trong cõi nhân thiên và những pháp bảo. Vô lậu, 37 phẩm trợ đạo Niết Bàn, vân vân. Phải nhớ, chớ phá giới của tam thế chư Phật làm ô nhục cho tam bảo cha mẹ sư tăng. Dạ, lại thầy con xin ghi nhớ. Sa Di lễ tạ lui ra, mang bình đeo bát đến nhà kia gõ cửa. Cô gái chạy ra hỏi, ai gõ cửa đấy, có việc gì? Thưa, tôi là Sa Di, lại lấy cơm về dâng thầy. Cô gái thấy Sa Di đến, vui vẻ, bụng bảo dạ rằng, ta hằng mong ước được gặp, hôm nay thật là tội nguyện cho ta lắm. Mở cửa chắp tay vái chào, mô Phật, mời ngài vào nhà con. Cô này xinh đẹp vô song, dung tư yểu điệu, năm ấy mới 16 tuổi, vì tình yêu nồng nhiệt, phát lòng dâm dục mạnh như lửa đốt, cô làm ra vẻ ổng ẹo, chớp mắt dương mi, lườm quýt cười nói, lộ tướng dâm dục. Sa Di nói, cô này có chứng bệnh phong hay sao, điên cuồng như vậy hay bệnh dương giản? Cô đáp, em không có bệnh chi hết. Sa Di thầm nghĩ, cô gái này ý muốn phá hủy giới đức thanh tịnh của ta đây, ta phải nhớ lời thầy dạy, cẩn thận giữ oai nghi. Sa Di vốn giữ lòng không thay đổi ý chí, cô này lễ dưới chân thưa rằng, bạch ngài, em luôn luôn ước nguyện được gặp để tỏ bày tâm sự, nhưng chưa gặp. Lúc nào vắng vẻ, và em tưởng tượng ngài có tâm thương em, nhà em giàu có, vàng bạc đầy kho, chẳng khác gì bảo tàng của nhà vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương trên thượng giới, nhưng chưa có người làm chủ, vậy ngài hãy ném lòng làm chủ nhà em cùng ngài loan phượng 100 năm, suốt đời em xin tôn kính hầu hạ, xin đừng từ chối để mạng nguyện lòng ước muốn của em. Sa Di thầm nghĩ, ta có tội gì gặp các duyên này? Ta thà chết ở đây, chứ không chịu phá giới của tam thế chư Phật. Ngày xưa có vị tỷ khu đến nhà dâm nữ, bị cưỡng bách hành dục, còn đâm đầu và hố lửa chết, quyết không chịu phạm giới. Các tỷ khu bị cướp lấy cỏ trói, chịu gió gào nắng hét, trùng cắn, vì giữ giới không dám dứt cỏ mà đi. Con ngang nuốt chuỗi ngọc, tỷ khu nhìn thấy, vì giữ giới, bị đánh dở đầu mà không nói, thuyền bị ngập vào biển. Hạ tọa tỷ khu, dân phao cho thượng tọa, còn mình chịu chết chìm nơi biển cả. Các tiền bối đã khinh thân hộ giới, mình là kẻ nào mà không giữ giới? Riêng những người đó là đệ tử Phật hay sao? Là vì họ giữ được giới cấm, ta không phải là đệ tử Phật ư, nếu ta không giữ được giới cấm, Đức Thế Tôn là thầy của họ, không phải là thầy của ta hay sao? Hột hồ ma ép chung với qua thiềm bạc thì hôi. Ta đã gặp được bậc thiện trí thức dạy bảo, dắt dìu ta, học đạo vô vi giải thoát an lạc, còn tham chi tình ái, tạo nghiệp luân hồi sinh tử làm gì, thà chết thân này, quyết không phá giới để ô nhục cho tam bảo, phụ mẫu, sư tăng. Nếu ta rạp về, sợ cô tránh sự hổ thẹn, với sự nồng nàn của lòng dâm dục của cô, lôi kéo ta, phỉ báng ta, thông sớm họ biết thì không tránh được sự ô nhục. Ta sẽ quyên sinh tại đây. Đáp rằng, cô hãy cho tôi vào phòng nghỉ, thư thả tôi sẽ tư chuyện cùng cô. Dân, mời ngài vào phòng khách. Vào phòng, Sa Di đóng chặt cửa, cởi áo dắt lên giá hoan hỷ, quỳ thẳng chắp tay hướng về thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn, tự thệ nguyện. Kính lại Đức Thế Tôn, con không bỏ Phật, Pháp, Tăng, không bỏ Hòa Thượng A Xà Lê, và không bỏ chánh giới của Như Lai. Chính con, vì hộ trì giới, để xin bỏ thân này, nguyện cho con sinh vào nơi nào cũng được hạnh phụng ngôi tam bảo, và được xuất gia học đạo, tu phạm hạnh thanh tịnh, tẩy trừ cho hết lậu nghiệp, thành đạo vô thượng bồ đề. Khấn nguyện xong rút dao đâm cổ chết, máu chảy linh láng thân thể đỏ ngầu. Cô đứng ngoài chờ lâu quá, nóng ruột bước lên gõ cửa, thấy cửa đóng chặt,
gọi mãi không thấy đáp lời, cô nại cửa bước vào, nhìn thấy tình nhân Sa Di của mình chết nằm trên mặt đất. Cô rất rùng rợn, cô thất sắc, lúc đó lòng dục nguội lạnh, tâm hồn tán loạn hốt hoảng. Lấy tay cào lên đầu làm cho tóc rối như tơ, tỏa che khắp mặt, lăn khóc mê hồn rồi ngất đi. Khi cha mẹ cô trễ hỏi về đứng ngoài cửa gọi con gái, gọi mãi không thấy trả lời, sai người trèo qua vào trong mở cổng. Ông vào phòng thấy con gái như thế, sửng sốt hỏi: "Ôi, con sao thế con? Cha đi vắng, ở nhà ai làm phạm đến tiết hạnh con đấy ư? Con nói cho cha hay." Cô yên lặng, không nói sao cả và thầm nghĩ, nếu mình nói thật cho cha nghe thì rất xấu hổ, nếu đổ lỗi cho bác Sa Di thì vô tình mình đã chu quan cho người lương thiện, tội ấy đọa địa ngục chịu khổ vô cùng. Thôi cứ nói rõ cho cha ta nghe là hơn. "Thưa cha, hôm nay hòa thượng sai bác Sa Di đến nhà ta lấy cơm, con quá yêu người, đòi hỏi lòng yêu và tỏ ý nguyện, nên con quấy nhiễu người và bắt theo ý muốn của con." Sư bác Sa Di biết giữ giới thanh tịnh nên người vào phòng tự sát. Con nghĩ thân con nhơ bẩn lại làm hạ thanh tịnh của người, tội ấy không phải nhỏ. Con sợ quá, cũng không biết làm thế nào được nữa, xin cha xá tội. Ông vẫn thẳng nhiên không kinh khủng gì, vì ông tự biết đó là do nghiệp báo sử nhiên. Ông nói, tất cả muôn pháp đều thuộc vô thường, con chớ có lo. Ông bước vào phòng, tới trước thi hài Sa Di lễ bái khen rằng: "Quý quá thai, khí cao như trời mây, tri kiến như sắt đá, bỏ mạng để hộ giới của tam thế chư Phật, trên đời có một không hai. Luật nước ấy, nếu tu sĩ nào chết ở nhà ai, thì nhà ấy phải nộp cho chính phủ 1.000 quan tiền vàng. Theo lệ phạt, ông mang tiền đến nộp tại cung vua." Nhà vua hỏi, "Khanh có lỗi gì?" "Tâu bệ hạ, có một tu sĩ chết tại nhà hạ thần." "Vì lý do gì?" Ông cứ thực trình bày như trên cho vua nghe. Nhà vua nghe xong, cũng cảm phục tâm hồn cao thượng của Sa Di và nói, "Sa Di bỏ mạng để hộ giới, không có lỗi gì, khanh mang tiền về, ta sẽ đi cùng khanh." Nhà vua lên xe, đi đến nhà ông U Bà Tắc, thấy Sa Di thân đỏ như cây gỗ chiên đàn, một lòng kính cẩn lễ sát đất, khen lao công đức. Nhà vua đưa một cỗ xe quý nhất rước ông Sa Di ra nơi bằng phẳng cao sạch, lấy các thứ gỗ thơm để đốt thi hài. Đốt xong, nhà vua đem người con gái để đứng trên đài cao cho các người dân xem coi. Giữa lúc đó, vua tuyên bố rằng, người con gái này có thể đẹp nhất thời nay trong hàng nữ lưu. Những người con còn chịu ách dục vọng kìm hãm nơi tâm thức, ai là không yêu quý say mê. Đây ông Sa Di vì chưa đắc đạo, đem thân sanh tử, hộ giới bỏ mạng, thật là hiếm có trên thế gian này. Sau nhà vua mời hòa thượng lên đài thuyết pháp, xong cuộc thuyết pháp này có rất nhiều người phát tâm xuất gia trì giới, ai nấy đều cảm mến đức tin cao thượng của Sa Di, cúi đầu lễ hòa thượng mà lui. Phẩm thứ 20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nước Sát Vệ, tại tỉnh Xá Kỳ Đà, giảng thuyết chính pháp cho bốn chúng. Nước ấy có ông trưởng giả và giàu sinh hạ 5 cô con gái, không có con trai. Giữa lúc vợ ông có mang thì ông chết. Luật nước, nếu ai không có con trai, sau khi chết, tài sản sẽ thuộc về chính phủ. Sau khi ông trưởng giả này chết, chính quyền địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu vua: "Tâu bệ hạ, cha con mới chết, không có con trai, nhưng hiện nay mẹ con đương có mang, không rõ trai hay gái. Vậy xin bệ hạ khoan thứ cho một thời gian, để mẹ con ở cử xong, nếu là con gái, khi đó chính phủ tịch thâu tài sản cũng không muộn, xin bệ hạ minh xét." Vua Ba Tư nặng, nghe lời cô tâu rất có lý,
khen phải và nói: "Con nói có lý, phải lắm, ta sẽ cho quan địa phương biết, không lo." Cô bái tạ lui ra. Chẳng bao lâu, bà trưởng giả sinh được đứa con trai, nhưng không có chân, tay, tai, mắt, có mồm, không lưỡi, cũng như một cục thịt, lại có nam căn, bùi, nên họ cho là con trai, đặt tên là Mang Từ Tỳ Lê. Khi bấy giờ cô gái lớn lên tâu vua và trình bày rõ cho ông nghe. Vua nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: "Em con tuy thế nhưng cũng có thể là con trai, vậy tài sản này em con có quyền được hưởng hết, chính phủ sẽ không thâu biên nữa." "Dạ, đội ơn bệ hạ, con xin cáo lui." Tuy thế nhưng cô vẫn buồn. Vì sao? Một đứa em chẳng ra giống người, được hưởng cả một gia nghiệp. Con gái thật làm vô ích, luật chi mà luật lạ như vậy. Cô giận thân gái đớn hèn, luật nước bất công, từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các phu chủ nhà khác, một cách kính trọng từ tốn, khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác đứa ở gái nhà họ. Gần đấy có ông trưởng giả, thấy cô như vậy tới hỏi: "Con ơi, nhà con giàu có, đâu con phải đi hầu hạ người, đảo vợ chồng và ai, có lễ phép của nhà ấy, tại sao con làm thế?" "Thưa bác, cha con chết rồi, của cải đầy kho, tài sản rất nhiều, sinh hạ được 5 chúng con là gái, gia nghiệp này phải nộp cho chính phủ, chúng con không có quyền an hưởng. May sao mẹ con mới sanh được đứa em trai, lại không có tai, mắt, mũi, lưỡi, tay chân, nên nhà vua cho em con được làm chủ ăn hưởng của này. Con gái thực làm vô ích, nên con buồn mà làm thế." "Thôi, con đừng buồn làm chi, muốn thoát thân con gái, đời sau được thân nam tử trượng phu, con đi cùng bác đến yết kiến Phật." "Dạ, bác cho con đi cùng." Tới chốn Phật cúi đầu làm lễ xong, ông trưởng giả bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, Mang Từ Tỳ Lê có phước duyên gì được sinh vào nhà giàu sang, và không biết có tội gì mà không có tai, mũi, lưỡi, cúi xin ngài chỉ bảo cho chúng con được rõ." Phật dạy: "Trưởng giả muốn biết chuyện ấy, ta sẽ vì ông mà nói." "Dạ, con xin chú ý nghe." "Trưởng giả, việc này về đời quá khứ. Có hai anh em con ông trưởng giả, người anh tên là Đàn Nhã Thế Chất, người em tên là Thi La Thế Chất. Người anh nết na trung chính thành thật và hay làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộ. Bởi thế nên trong nước đều kính nể tôn trọng. Sau nhà vua dùng ông làm chức bình sự để xử đoán những việc kiện tụng trong nước. Luật pháp nước ấy thời đó, những người vay nợ không phải viết văn tự. Nếu ai có việc gì chỉ đến quan bình sự chứng nhận cho là đủ. Ông Thi La Thế Chất nhà giàu, hay cho vay nợ lấy lãi. Hôm đó có người lái buôn đến vay ông một số tiền lớn để đi buôn, ông đồng ý cho vay. Ngày giao tiền ra tòa bình sự, ông đem theo đứa con trai nhỏ của ông, vì ông chỉ có một mình nó. Ông thưa rằng: "Thưa anh bình sự, người lái buôn đây, vay em một số tiền gần ấy để ra biển buôn bán, anh chứng nhận cho. Nếu tôi không may chết thì số tiền này trả về cho con tôi." Bình sự gật đầu nói: "Được, không sao, chú cứ yên tâm cho dây, chỉ cốt sao họ đi buôn được tốt lành trở về là hơn." Qua thời gian không lâu, Thi La Thế Chất chết. Người lái buôn ra biển không gặp may, trận bão đánh đắp thuyền mất cả.
nhưng anh ta bám được một khúc gỗ trôi dạt vào bờ, thoát chết về nước nhà. Người con ông Thi La Thế Chất biết tin ông lái buôn dây tiền của cha mình ra biển bị đắm thuyền, được thoát chết trở về. Song biết rằng bị tổn hại mất cả nên không đòi nợ. Khi đó có một người lái buôn khác thương tình anh buôn bán thất bại, cho anh mượn một số tiền đi buôn chuyến nữa. Lần này đi gặp sự tốt lành, trở về được lãi rất nhiều, chở đầy thuyền các quý vật ở hải ngoại về, nào là vàng bạc, châu ngọc, vân vân. Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ hàng thân quen ăn uống vui mừng, trả các món nợ. Nhưng món nợ của ông Thi La Thế Chất to quá. Anh thầm nghĩ rằng, chuyến trước ta về, không thấy con ông ta đòi hỏi gì. Một là lúc tam giây, cậu còn bé quá không nhớ. Hai là thấy ta buôn bán thua lỗ mà không hỏi. Vậy ta hãy thử xem cậu ta còn nhớ hay không thì biết. Hôm đó, anh ta mặc áo mới đẹp, cưỡi ngựa đi chợ. Tới chợ gặp cậu con trai ông Thi La Thế Chất, cậu hỏi: "Các bạn, hồi này á, nghe biết anh buôn bán phát tài, hôm nay mang tiền trả số nợ của cha tôi ngày trước, có phải không?" Anh giả đò, ngẩn ngơ ra một lúc, rồi đáp rằng: "Thực thế ư? Tôi không rõ, cậu cầm lấy không phải đâu, hay là ai, cậu về mổ sổ coi." Anh dùng ngu để quỵt số tiền nợ, về nhà lấy một viên bảo châu, đến nhà ông Bình Sự nói với bà ấy rằng: "Thưa bà, tôi có dây của ông Thi La Thế Chất một số tiền nhỏ, bây giờ con ông ta đòi trả, đối với gia đình tôi không thể trả được. Vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này trị giá 10 vạn, nếu cậu ấy kiện tôi thì bà nói với quan lớn, bác đơn đi để tôi không phải trả số nợ ấy." Đáp: "Quan lớn nhà tôi trung thực lắm anh à, tôi không dám nói đâu." Anh ta năn nỉ mãi, thí dỗ bà một cách khéo léo, bà bùi tai nói: "Thôi, anh để đó về đi, mai lại đây tôi trả lời." Đến tối quan lớn về, bà đem chuyện đó nói, nhưng ông ta gạt phắt đi, rồi nói rằng: "Bà chỉ lôi thôi, điều thứ nhất nó là cháu tôi. Dạ chẳng tôi là người trung chính thành thực, nên nhà vua mới cử làm chức bình sự, không làm càn thế được đâu. Mai nó lại đây, bà cho lính đuổi nó ra." Ông lấy buôn buổi sáng mai đến, bà nói rằng: "Không được đâu anh ạ, tôi có nói nhưng quan không nghe, trả lại anh viên ngọc." Anh lấy buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm 2 viên ngọc nữa rồi nói: "Thưa bà lớn, cũng là một việc nhỏ, bà chỉ mất một lời nói, mà được 30 vạn đồng. Cậu ấy là cháu của ông, dẫu có thắng kiện được số tiền thường của tôi, bà cũng chẳng được gì vào tiền đó. Xin bà quan hỷ nhận cho viên ngọc này. Thưa bà, ngọc này đắt lắm và hiếm lắm, bà để cho các cậu, các cô sau này có hơn không?" Bà nghe êm tai, và lòng tham của bà nổi lên, nhận liền và hứa rằng: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp bằng xong." Đến tối quan lớn về, bà nói năn nỉ mãi, nhưng ngài không nghe. Ông gắt nói: "Không có lý như vậy, tôi là một người có tin cho thiên hạ. Nếu tôi làm điều gian dối, ăn hối lộ, thì hiện đời này họ không tin tôi, hơn nữa đời sau tôi sẽ bị đau khổ nhiều kiếp." Nói xong, ông đứng lên vào phòng nghỉ. Lúc đó, ông bà mới sanh được một cậu con trai chưa biết đi. Bà cũng giận bế con theo vào phòng nói rằng: "Tôi với ông kết duyên với nhau, hai thân như một, gặp việc gì dẫu chết cũng không bỏ nhau, và cũng không làm trái ý nhau. Huống đây là một việc nhỏ, tôi nói với ông hết lời mà ông không nghe.
thì tôi còn sống làm chi nữa? Nếu ông không giúp tôi việc này, tôi sẽ giết đứa con tôi trước. Sao tôi tự sát thân tôi cho qua đời? Bình Sự đem vợ nói tắt cổ như người bị nghẹt, muốn nuốt vào không được, gạt ra thì vướng, thầm nghĩ. Ta có một đứa con, nếu chết thì gia nghiệp này giao phó cho ai? Nếu theo ý muốn của đàn bà làm trái pháp luật, hiện đời này không ai tín dụng, đời sau sẽ bị khổ, khó tả xiết. Một việc khó giải quyết cho ông quá, không thể từ chối được, ông phải tắt lưỡi nhận lời, rồi đáp. Thôi, bà cứ yên tâm. Thấy ông đã vui lòng nhận lời, nên bà rất vui vẻ. Sớm mai, anh lấy buôn đến, bà tươi cười nói. Việc đó quan đã nhận lời cho anh rồi đấy. Hôm qua, tôi phải làm ráo riết quan mới nhận, chứ chẳng dễ đâu. Lái buôn nghe bà nói, nét mặt tươi hơn hớn. Dạ, thưa bà lớn, quý quá lắm, muôn đội ơn bà, dạ xin phép bà cháu về. Phải, anh về, cứ an tâm đừng lo. Ngày mai, anh lái buôn dậy sớm rửa mặt, mặc áo mới, đeo rất nhiều vàng ngọc trên mình, cởi voi đi chợ. Cậu con ông Thi La Thế Chất thấy anh ra cách lắm tiền, nhiều của, thầm nghĩ rằng, có lẽ anh lái buôn hôm nay đem tiền ra trả mình đây. Nhưng không, không thấy anh nói gì, có vẻ lầm lơ. Cậu tới nơi hỏi, Tắc Bạc, muốn tiền cha tôi, anh trả đi chứ. Tôi không nhớ dây lúc nào cả, nếu dây tất phải có ai chứng kiến chứ. Anh quên rồi, quan Bình Sự chứng kiến. Tôi không biết, cứ đem việc này ra quan Bình Sự. Nói xong, hai người đưa nhau đến quan Bình Sự. Thưa bác, anh này có dây của cha con một số tiền đi buôn, bác làm chứng. Lúc ấy con cũng ở đó, thực tế xin bác xét. Bình Sự nói, cháu quên đấy, việc này bác không biết. Thôi cháu à, đừng kiện tụng lôi thôi nữa. Không, thưa bác, lúc đó bác bảo với cha con rằng, được không sao, chú cứ an tâm cho họ dây. Bác không lấy tay chỉ vào số tiền ấy là gì, nay bác lại bảo là không biết. Bình Sự nói, bác là người xử đoán cho toàn quốc, có lẽ nào bác làm trái pháp luật. Cháu chưa nói nhiều nữa. Thưa bác là người trung chính, nên nhà vua cử bác làm Bình Sự. Người trong nước tín dụng bác, tôi là cháu ruột của bác, mà bác xử phi lý như vậy nữa là người ngoài, bác còn là quan uổng đến đâu. Thôi, cháu cũng không biết nói sao, hư thật đời sau sẽ biết. Nói tới đây, Đức Phật nhắc lại cho ông trưởng giả biết rằng, trưởng giả, ông nên biết, quan Bình Sự thở đó nay chính là mang từ tỳ lê, không tai, mắt, mũi, lưỡi, hỗn độn như vậy. Bởi một câu nói dối ngày đó phải đọa vào địa ngục lớn, chịu khổ không cùng. Khi thoát khỏi địa ngục, trong 500 đời chịu thân hỗn độn như vậy, do cũng hay làm bố thí, nên sinh vào nhà phú quý sang trọng, và được làm tài chủ. Sự báo ứng của thiện ác, dẫu cho lâu bao nhiêu kiếp, cũng không xóa nhòa được. Vì thế, các công cũng nên chăm chỉ giữ gìn thân miệng ý cho cẩn thận, chứ tạo ác nghiệp. Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm vô thượng bồ đề. Ai ai cũng vui mừng kính mến Đức Phật làm lễ mà lui. Kinh Hiền Ngu, Hán dịch Sa Môn Tuệ Giác, Việt dịch Thích Trung Quán. Phẩm thứ 21. Hai vợ chồng nghèo.
chính tôi được nghe, một thời Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng giảng thuyết cho bốn chúng tu tập. Thuở đó, có ông trưởng giả sinh được cô con gái, dung nghi tốt đẹp, vào bậc nhất nhì hạng nữ lưu trong nước. Lạ thay, cô này